học có kỹ năng về máy tính nó sẽ khác. Cứ nhìn mặt tí xuống xem. Thua em mới về một tuổi. Ăn rồi đấy. Tối nay alpha trẻ con nhé mọi nhé. Em sẽ còn có một lô alpha trẻ con về để bán chiên cho mọi người. Đẹp chưa? Em ơi, chất này đẹp dã man. Con áo hồng, chân váy hồng này. Áo hồng này. Bông nhá mọi nhá. Cái này mọi người phối phối với những cái bông màu sáng bên dưới là quá đẹp luôn. Cọc tay nhá, hôm nay toàn cọc tay thôi, hàng Yuli này, size M này. Đã biết gì đâu mọi người nhá. Coi thì mất xẻ à? Chị Linh Thảo ơi, thế có khi là bây giờ biện pháp là comment đi, comment lệch mã chẳng hạn, hoặc là tua live stream lại chẳng hạn. Thực ra giá nó rất là tốt ấy, thế nên mọi người vì sao bình thường ăn thì nhiều nhưng mặc hết bao nhiêu đâu đúng không? Ok chưa, con này xinh quá này các chị ạ. Mọi người ơi, sẵn sàng chưa để em like luôn nhé. Xin chào 140 chị đã xem like luôn nhé. Hôm nay giá chỉ có sơ mi đẹp như này chỉ có 80.000 thôi. Bọn này là thương hiệu Black Diamond này. Sơ mi này mặc lên đảm bảo mọi người dễ chịu. Đi lên con trắng ấy nhé em. Ok chị. Hôm nào cũng có đơn nhà này à? Chị ơi, cố gắng lên chị ạ. Thực ra là mỗi ngày chỉ có một vài chiếc thôi nhưng mà mình sẽ có ngày nào mình cũng cần mặc mà. Mà cái này giá tốt lắm, xong rồi chị cho ờ, có chiếc máy công đi sở được nữa vậy shop. Chị Phượng Nguyễn ơi, chân máy công sở chị đợi em 2-3 hôm nữa nhá. Lô tới này thì chân máy công sở rất là đẹp này. Lô sau nữa, từ lô sau nữa là chân máy công sở xịn lắm. Là sao nhỉ, nó chuyên làm công sở, nó sẽ lô tới này sẽ có cả một ít chân máy dập ly hoa giống như hôm qua ấy. Còn lô chân máy công sở sau nữa thì quá đẹp. Đây em like luôn nhá. Em này các chị 50-60 cân này, đẹp từ bộ cúc trở đi nhá. Dưới 60 cân nhá, 80.000 thôi ạ. Mã số là 189 này, 80k mã 189 này. Con sơ mi trắng của Uniqlo là size M nhá mọi nhá. 50-55-56 cân này, dưới 56 cân nhá. Dưới 56 cân ạ. Em này 80.000, hàng của Uli này, mã là 174. Mã 174 ạ. Em này hàng của Lisa Black này, hàng hiệu này. Con này bèo bèo của nó phải tầm 1.5-2.5 triệu luôn đấy. À, còn mạt nhá mọi nhá. 45-52 cân, dưới 52 cân nhá. Em này 80.000 mã là 271. 80k mã 271 cho em này. Tiếp theo size 48-55 cân vai bồng nhá. Dưới 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 80.000 mã là 243. Ơi chị ghế yêu. 243 cho em này. Tiếp theo em này có 45-52 cân. Dưới 2 lớp ạ, dưới 52 cân nhá. Em này 80.000, mã số em này là mã số 209 ạ. 271 chị Hiền Tô. Ui bà là được, con này thì quá đẹp, con này thì hiệu xịn hẳn hoi. Tay của nó đẹp lắm. Em này các chị có cân nặng tầm 47-53 cân, dưới 53 cân nhá. 80.000, mã số là 316 là vai bồng này. Đây chị nào bánh bèo lấy được con này quá đẹp luôn.
Con này là một em hàng thiết kế của Hàn nhá. Các chị size M là mặc đẹp cho em ạ. Vai bồng nhá. Tất cả đều đẹp lắm. Size M, size M 85 cân. 80.000 mã là 182. 80k mã 182. Có một lẫn em này các chị size tầm từ 55 đến 60 cân này. Size L nhá. 55 đến 60 cân. Em này cũng giá của 80.000 mã là 117. Con này nó là lụa nhá, nhún eo phía sau này. Em này size này các chị 50-55 cân mặc đẹp cho em nhá. Nhún eo phía sau 50-55 cân ạ. Tay của nó vai vuông. Mức giá của em này là 80.000. Mã số em này là 192. 182 chị đáng yêu. Mã 192 cho em nhá. Tiếp theo một em này sơ mi thô nhá, rất là mát luôn này. Cổ tay size M 48-55 cân ạ. 80.000 mã là 35. Mời chị Quế Nguyễn. 80.000 mã 35 Melissa. Con này các chị có cân nặng tầm 57-63-64 cân. Dưới 64 cân nhá. Em này 80.000, mã số là 153. 80.000, năm nay các shop không dám là sơ mi Hàn đâu mọi người ạ. Bởi vì sao mã họ xấu, mở ra xấu lắm. Nhưng mà thực sự mọi người, cái này mở ra hàng chất lượng luôn. Hôm nay năm nay em thấu sơ mi Hàn 55-60 cân. Dưới 60 cân ạ, 80.000 mã là 107. 80.000 mã 107, sơ mi trắng này đẹp chưa? Ôi tay lỡ nhá mọi người, size S thôi ạ. 53 maximum 52 cân. 45-52 cân ạ. Em này 80.000, mã số em này là mã 297. 80k mã 297 cho em ạ. Tiếp theo này. Em này nhá, các chị có cân nặng tầm 48-55 cân. 192 cân ạ. 80.000, mã số là 165. 80k mã 165. Mọi người thấy năm nay giá em xét cho mọi người tốt không? 297 cho chị Mai Anh Hà. Nguồn hàng năm nay thay đổi mọi người nhá. Nguồn hàng năm nay em thay đổi, thế nên là cái bớt đi một vài cầu, thế nên là giá nó rất là tốt cho mọi người luôn, nó không phải qua trung gian nhiều lắm. Vai đắp ren nhá mọi người, vai đắp ren thì em ạ, 50-60 cân nhá, 80.000 mã là 296. Bình thường mình đâu có biết tiếng của nó đâu để giao dịch đâu, không biết tiếng. Đó. Em này các chị có cân nặng 48-55 cân, dưới 55 cân nhá. Em này mức giá 80.000 mã là 128 này. Rất đẹp quá. Tiếp theo em này nhá, nó sắp lơ nhá mọi người. Em này á, size M 48-53 cân, dưới 53 cân ạ. 80.000 mã là 115. Sát lách này mọi người. Sát lách màu đen cổ Đức nhá mọi người nhá. Hai lớp đấy ạ. Size 128 cho chị Ngô Mi Quyền. Size này 45-50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này giá của nó là 80.000, mã số là 145. 80k mã 145 cho em nhá. Size này các chị 48-53 cân. 296 cho 53 chị cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này giá của nó là 80.000 thôi. Mã số là 175. Em hàng hiệu vậy ạ. NBL. NBA. NBA ạ. Em này các chị 45-50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá 80.000 mã là 172. Ren sắt lách siêu đẹp luôn. 145 chị Thùy Dương Nguyễn. Size S ạ, 40-48 cân. Dưới 48 cân nhá. Ren phối này. 80.000 mã là 236 ạ. 80k mã số là 236 cho em. Màu đen các chị có cân nặng 60-65 cân này. Con này chất sướng. 60-65 cân nhá. Dưới 65 cân ạ. Mức giá này là 80.000, mã số em này là 293. Chị Thùy Dung 80.000 mã 293, màu tím than của nó là đỉnh luôn. Con này của nó có hai lớp nhá, tay của nó cánh rơi như này, bên trong của nó một lớp nữa. Là hai lớp nhá. 175 cho chị Thắng Nguyễn. Size này các chị 50-55 cân, dưới 55 cân ạ. Em này mức giá của nó là 80.000 mã là 159. 80k mã 159 cho em này. Họa tiết sang chưa? Em này size S ạ, 45-50 cân. Họa tiết kiểu hoàng gia. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 80.000 mã là 260, 172. Chị Dương Nguyễn đấy kìa. Vâng. 293 cho chị Nguyễn Nhài. Đẹp chưa, đẹp chưa? 48-53 cân, có hai lớp nhé. Dưới 53 cân này, 80.000 mã là 171. 80k mã 171 cho em này. Tiếp theo mà em 236 cho chị Tuyết Mai. Size S rồi ạ, 40-50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 50 cân nhé. Mức giá em này 80.000, chất đẹp này. Mã là 314 này. 80.000 mã là 314 cho em này. Glow Vip này. Size tầm 50-55 cân ạ. 50-55 cân, dưới 55 cân nhé. 80.000 mã là 133. 260 cho chị Hoàng Vân. Hoa nhí nhé mọi người nhé. Em này các chị có cân nặng tầm 50-55 cân. 50-55 cân ạ, dưới 55 cân nhé. Mức giá của em này là 80.000 mã là 110. 80k mã 110 nhé. 171 cho chị Hoàng Vân. Màu đen nhé, đen này các chị 47-52 cân. 52 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 80.000 mã là 496. Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương. Màu trắng này mọi người ơi. Trắng này các chị 50-55 cân. 50-55 cân ạ. Dưới 55 cân nhá. 80.000 mã là 246 này. Trắng cộc tay. Con này size to cho em ạ. Cái này các chị có cân nặng tầm từ 57-63 cân. 63 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 80.000 mã là 136 này. Tôi xem con nào trắng lên tiếp thì em. Có
496 cho chị Hiền Tô. Em này các chị có cân nặng sai á? Sai này các chị, sai M ạ. 246 cho chị đẹp Diệu lắm. Thương Diệu. Em này ạ, phần này của nó là van trong hết á. Phần đến đây từ ngực khác xuống là có lót này. Em này các chị sai M cho em ạ, 48-53 cân nhá. 80.000, mã số em này là 237. Màu trắng là gì? 136 chị Bá Hằng. Đẹp quá này, size S rồi, 40 cho đến 48 cân nhá. 48 cân quay đầu mặc đẹp cái tay của nó như vậy ạ, tay tiên ấy. Mức giá của em này 80.000, mã là 302. 80k mã 302 cho em ạ. Đây có một em lấn phông của Vivian trắng này. 237 chị Thùy Dương Nguyễn. Em này lấy mọi người 60.000 nhá, đó là phông. Size này size M cho em ạ, đằng sau của nó là phông, đằng trước của nó là van nhá. Dưới 52 cân ạ. Mức giá này là 60.000, mã là 132. 60.000 mã 132 cho em này. Flamingo, hàng hiệu này mọi người ơi. Em này các chị có cân nặng 60-65 cân. Đây là sau đây nhá. 302 chị Vũ Hường. 60-65 cân nhá. Em này em giá 80.000, mã là 640. 80k mã 640 nha. Này em trắng ren nhá. Con này là phông, hàng của râu em. Em này các chị có cân nặng dưới 52 cân. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 132 chị Phương Thảo. Áo phông em lấy 60.000 thôi, mã là 689 này. Em có một em 2 dây rất đẹp. Em 2 dây đen này các chị size 50-55 cân. Hai em này em lấy 80.000. 640 cho chị Nông Thủy Vân. Hai con hai dây đen này thì đỉnh chóp luôn. Eo ơi, hai dây đen nó hiếm lắm, cái chất nó đẹp cực kỳ luôn. Cái sóc đó 150.000 cái đấy. Hai em này 80.000 nhá mọi nhá. Mã là 230. Nông Thủy Vân, mã là 230. Đầy đầy đủ dấu. Hết rồi ạ. Em này có một em choàng nhá, choàng van đen rất đẹp ạ mọi người ơi. Rất đẹp luôn, size 50-60 cân, choàng van. Hai Vũ Hường. À rồi. 50-60 cân nhá, em choàng này em lấy 80.000 thôi, mã là 308. Đơn tối qua của Clio mình vừa rồi, bên em vẫn đang chụp với mọi người nhá. 230 cho chị Đài Trang Nguyễn. Đang xử lý nhá mọi nhá. Em này chị hôm kia là chưa đi đâu. Size này 48-55 cân này. Chỗ này của nó mọi người thắt lơ được nhá. Cổ hai lớp này, 48-55 cân ạ. À. Em này mức giá của nó là 80.000 mã 140. 80k mã 140 nha. Một em sơ mi đen tay dài nhá. Trời ơi, con này lẫn vào đây nhưng mà không có có luôn. Bình thường 120 thôi, lẫn đây là 80.000 luôn này. Dưới 52 cân, 45-52 cân sơ mi đen công sở của Đức. Mức giá này 80.000 mã là 916. 80k mã 916 cho em này, sơ mi trắng đây mọi người ơi. Con này là sơ mi thô đúng không ạ nhá. Size này tay của nó 140 cho chị Hà Mai. Sơ mi thô em lấy mọi người 70.000 thôi. Anh chị có cân nặng size tầm từ 50-55 cân ạ, 70.000 mã 125. 70k mã 125 cho em ạ. Tiếp theo Hosping, con này 60-65 cân. 916 cho chị Tài Trang Nguyễn. 60-65 cân nhá, dưới 65 cân này. Mức giá của em này là 80.000, mã là 604. 80k mã 604 cho em này. Tiếp theo nhá mọi người. Em này ạ, size dưới 52 cân thôi. 45-52 cân kéo khóa sau nhá. Dưới 52 cân ạ, em này 80.000, mã là 126. Chị Google Lily Bong tìm được kia bạn, chị Google Lily Bong này hiểu sứ hả chị? Ôi, các chị có cái nặng 60-65 cân con này quá đẹp. 60-65 cân nhá, dưới 65 cân ạ, 80.000, mã là 274. 80k mã là 274. Em bảo nó này em thầu sơ mi van các chị ạ. 604 chị Thanh Hiên. Không giống thầu sơ mi van các chị nha. Em này đẹp chưa này? Vivian Lee các bạn nhá. Size tầm từ 45-52 cân, dưới 52 cân ạ. Em này 80.000 mã là 301. Vivian Lee. Tiếp tục này. Em này ạ, các chị có cân nặng size M cho em nhá. 50-55 cân, dưới 55 cân ạ. 125 cho chị 80.000 mã là 148. 80k mã 148 cho em ạ. Sơ mi màu hồng, ổ của nó cổ tàu rất đẹp luôn. Cái này các chị 55-60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 60 cân ạ, 80.000, mã số là 272. Chị Nguyễn Nhài. 80.000 mã 272 cho em ạ. Phối màu này sắt lách nhá bạn nhá. 50-55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 80.000 mã là 164. Ôi, sơ mi sắt lách này là lâu cực kỳ luôn ạ. Em này mà em sắt lách của Liz này. Em này nhá, phần sau của nó là cốt tông rất là mới luôn. Ở chiếc là quan. Em này ở dưới 52 cân. Mức giá này là 80.000, mã là 143. 80k mã 143 cho em. Ồ, các chị 60-65 cân. 272 cho chị Hà Mai. 60-65 cân nhá, dưới 65 cân ạ. Mức giá này 80.000, mã là 120. 80k mã 120 cho em ạ. Tiếp theo mà em công sở hàng của Glot nhá, hàng hiệu này. Size này là size nhỏ thôi. Glot hàng hiệu nhá, chất của nó là lụa cho em ạ. 143 chị Huy Hoài. 45-50 cân ạ, 50 cân quay đầu mặc đẹp. Hàng công sở nhá bạn nhá. Mức giá này là 80.000, mã là 210. Glot 80.000 mã 210 cho em này. Đấy, các chị có cân nặng tầm 55-60 cho chị Nano. Đẹp lắm. 55-60 cân nhá. Mức giá này là 80.000, mã là 917. 80k mã 917, màu đen này. Ôi, cánh rơi hết nhá. Em ơi.
Con này thả xuống đẹp luôn, nhìn sang quá. Em này size M 48 đến 55 cân nhá. 80.000 mã là 225. Tan thanh. 80.000 mã 225 cho em nhá. Tiếp theo ạ. 50 55 cân ạ. Tôi lại. Mã lên thuốc rồi đi. Chị Lan đúng không? 917 cho chị Ngân Nguyễn Kim. 55 cân nhá. Em này 80.000 mã là 319 này. Đan thanh của em. 40-48 cân. Thanh Huyền. 40-48 cân nhá. Tay tiên ạ. Dưới 48 cân nhá. 80.000 mã là 288. Có áo trắng của Đức không? Có áo trắng của Đức chứ chị. Có đấy. Em này ạ, size S ạ. 45-50 cân nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Mức giá của em này là 80.000. Mã số là 280. 319 chị Hà Mai. Nó sẽ có đầy đủ các giá. Nhưng mà em của Shimit hàng hiệu luôn này. Em này các chị có cân nặng tầm 53-56 cân. Dưới 56 cân nhá. 80.000 mã là 204. 80k mã số là 204 cho em nhé mọi nhá. 80.000 mã là 204 cho em này. Olivia Hastad. Em này ạ. 280 với chị Nguyễn Thủy. Size S cho em ạ. 45-52 cân. Dưới 52 cân nhá. Em này 80.000, mã số là 315. 288 chị Hoàng Vân. 80.000, mã số là 315 cho em nhé mọi nhé. Tiếp theo, một em này là một em 204 chị Nguyễn Thanh Huyền. Cổ Thuyền nhá. Em này các chị 53-57 cân ạ, dưới 57 cân nhá. 80.000, mã là 298 này. 80k, mã số là 298 cho em này. Một em đen dập ly nhé mọi nhé. Em này size 48-53 cân, dập ly hết nhá. Dưới 53 cân này. Em này mức giá 80.000, mã là 262. 80k mã 262 cho em này. Cô đẹp quá này. Hết mã rồi ạ. 48-55 cân, dưới 55 cân nhá. Mức giá này là 80.000 thôi mọi người ơi. Mã số là 205. 80k mã 205 cho em này. Một em hàng của New York nhá. 298 chị Khuyên Lương. Các chị có cân nặng tầm từ 55-60 cân ạ. Dưới 60 cân hàng của New York nhá. 80.000, mã số em này là mã 109 này. 80.000 mã 109 cho em này. Tiếp theo một em sơ mi thô nhé mọi nhá. Em này các chị size 50-55 cân, em lấy 70.000 thôi. Mã là 775. 75 chị Hoa Nguyễn Thị. Chị lấy mã chị Mai Nga thôi. Mã 775 cho em. Một em 2 dây rất là đẹp luôn nhá. Size các chị có cái nặng 52. Đây hai con 2 dây rất đẹp ạ. Hai em này size M cho em nhé, một em màu hồng. 109 cho chị 50-55 cân, dưới 55 cân nhé. Hai em lấy 80.000. 109 cho chị Ngô Mi Quyền. 80.000 hai em 2 dây này nhá. Mã số là 137 này. 80.000 mã 137 cho em này. Tiếp theo ạ. Em này các chị size có cân nặng tầm từ 55-60 cân ạ, dưới 60 cân nhá. 80.000 mã số là 447 này. 80k mã 447 cho em. 137 cho chị Hồng Tú. Một em màu tím hàng cá sấu nhá. Size này các chị 60-65 cân này. 60-65 cân, dưới 65 cân nhá. 80.000, mã số em này là 318. 80k, mã số là 318 cho em này. Một em màu xanh nhá. 55-60 cân. 447 chị Hảo Thân. 55-60 cân ạ, dưới 60 cân ạ. 80.000, mã là 315. 80k, mã 315. Một em hopping trắng tinh. Em này các chị có cân nặng size tầm 48-52 cân. Dưới 52 cân ạ. 80.000, mã là 290. 318 cho chị Biên Hoàng. Biên Biên. Size này 55-60 cân ạ, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 60 cân ạ. Em này mức giá 80.000, mã là 163. Ôi, con này đẹp quá. 315 cho chị Hà Hoàng. Cổ cao này 50-55 cân nhá, dưới 55 cân ạ. Em này 80.000, mã là 101. 80.000, mã 101 cho em này. Màu xanh nhá. Ủa, con này là lẫn dài tay ở trong đây này mọi người ơi. 290 cho chị Hà Vi Trần. 50-60 cân ạ, dưới 60 cân ạ. 80.000, mã là... Sorry mọi người nhá, 100.000, mã là 103. 100k mã 103 cho em. 160 chốt chị. À quên nhầm. 163 chị Quế Nguyễn. Tiếp theo nhé mọi người ơi. Tiếp theo em này các chị có cân nặng tầm từ 55-60 cân nhá. 60 cân quay đầu mà đẹp ạ. 80.000. Mã số em này là 170. Có 2 giày đẹp quá mà chưa biết phối cái gì đây. Chưa biết xác của cái gì đây. Ở đây là cái gì? 103 chị Ngô Minh Quyền. Ali Kelly này mọi người, hàng hiệu nhá. Size này các chị size M 48-55 cân. Ali Kelly hàng hiệu đấy ạ. Mức giá em này 80.000, mã là 259 này. 170 cho chị Trúc Hà. Size tầm từ 48-53 cân, dưới 53 cân nhá. 80.000, mã là 231. 80k mã 231. Xinh quá. Các chị 60-65 cân nhá.
60 65 cân ạ. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 259 chị Quỳnh Trang. Má là 185. 80k mã 185 cho em nhá. Tiếp theo, mã 23 lỗ rất là đẹp luôn. 23 lỗ nhá. 23 mối chị Thắng Nguyễn. Không giống. Em này mát bỏ đánh bên trong nhưng nó không ghi sai. Xinh quá này. Em này các chị có cân nặng tầm 48 đến 53 cân ạ, dưới 53 cân. Hai này 80.000 thôi. Má là 156 này. 185 chưa đọc. 185 chốc chị Đoàn Thị Minh Nguyệt. Con hai giày đẹp quá. Sai ML nhá mọi người nhá. Em chẳng có con 2 dây là đi kèm. Vâng. Em chẳng có con 2 dây là đi kèm con này nữa rồi. Ở đây tí em tìm con 2 dây là 8. À đây rồi. 2 con này 80.000 quá là bèo bọt luôn. Size M nhá mọi người nhá. 50 x 56 cân này. Hai này 80.000 ạ. Cái dòng này hiếm lắm mọi người, không có đâu. 80.000 mã số là 131 này. Con 2 dây này. Không có đâu. Trắng đắt dê nhé mọi người nhé. Trắng đắt dê này. Em này các chị size 50 60 cân ạ. À. Dưới 60 cân nhá. Em này mức giá của nó là 80.000 thôi. Mã là 146 này. Bèo nhé mọi người nhé. Con này là dài tay lớn hơn trong đây. Hoa nhí nhá. Size tầm 45 đến 52 cân. Dưới 52 cân này. Em này 100.000. Mã là 121. 100k mã 121 trên này. Tiếp theo. Dài tay nhá. Em này các chị size cũng dưới 52 cân tiếp này. Dưới 52 cân nhá. 45 đến 52 cân ạ. À. 100.000 mã là 212. Sắt lách đẹp quá. Sắt lách hàng hiệu Tiffany nhé mọi người. Con này quá xinh. Dưới 52 cân. 52 mối chị Quỳnh Trang. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhé. Dưới 52 cân này. 80.000 mã là 263. 80k mã số là 263. Mấy em sắt lách của HM. Size này các chị 48 đến 55 cân. Xuất sắc luôn. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhé. Mức giá của em này là 80.000 mã là 130. 212 chị Lương Phương Lan. Của HM nha. Sơ mi thô này mọi người ơi. Thô này các chị 50 55 cân, dưới 55 cân ạ. À. 70 ạ, mã là 137. 263 cho chị Trang Ninh. Đẹp chưa? Cổ giật lệ phía sau nhá, size này 48 đến 55 cân ạ. À. 80.000 mã là 239. 80 đây có 2 dây chứ. Đây rồi, đây rồi. 130 chốt chị Khuyên Lương. Size S này, hai này size S nhá. Một em là cổ yếm và một em là hai dây buộc lưng. Size S, size S ạ, 50 cân quay đầu mặc đẹp, 80.000. Mã số 67. Em hai dây này là buộc lưng nhé. Con này thì size S chuẩn rồi, không phải bàn rồi. Con này là buộc lưng như này. 239 cho chị Đoàn Thị Minh Nguyệt. Lưng. Thôi hai này 60.000 đi. Mã số này là 422. 422 nha các bạn nha. Tiếp tục ạ. Em sắt lách đen ạ. Size này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 57 63 cân. Dưới 63 cân nhá. 80.000 mã là 218 này. 80k mã là 218 xem nhá. Tiếp theo. Em này các chị có 2 lớp nhá. 115. Các chị chốt hết rồi các chị đi chọn đấy ạ. 422 chị Quỳnh Trang. Không còn mã nữa. Tiếp theo. Size này các chị 48 đến 55 cân ạ, dưới 55 cân nhá. 80.000. Mã số em này là 215. Quỳnh Trang chuyển khoản để số tiếp nhá. Tiếp theo, con này thì mặc lên thì bao đẹp cho bà luôn. Bánh bèo nhá các bà ơi. Em này 50 55 cân, dưới 55 cân ạ, 80.000. Mã là 287. 80k mã 287 cho em này. Gen ạ. Gen sắt lách nhá mọi người nhá. 218 cho chị Viên Hoàng. Em này ạ, các chị size có cân nặng tầm từ 47 đến 50 cân ạ. À. Em lấy 50.000 thôi. Gen sắt lách rất đẹp luôn. Mã là 780. 780 đây. Em này mà mọi người phối với 2 dây lên thì đẹp cực kỳ luôn ạ. À. Size này các chị có cân nặng tầm 47 50 cân nhá. 287 gen. 47 50 cân ạ. À. 80.000 mã là 311. 80k mã là 311 cho em ạ. Có mọi em váy voan dành cho kit nhá. Size 140. Em này các con có cân nặng tầm từ 23 đến 26 cân, dưới 26 cân ạ. À. Lấy 50.000 thôi, mã là 114. 780 cho chị Nguyễn Thủy. 50.000 mã là 114 cho em nhá. Ui, có em hai dây đẹp quá này.
chưa có khối. Tiếp theo ở đây con này của Ethan Paris này, đây 2 em 2 dây nhé. Con này là váy 2 dây nhé. Ô, con này nó là dăm đấy, mọi người mặc đi ngủ thì quá thích luôn. Em này các chị có cân nặng tầm từ 52-53-57 cân. Con chị 2 dây là của em dăm nhé, dăm lụa 53, cái này 2 dây lụa 53-57 cân nhé. Hai em này em lấy mọi người mức giá của nó là 80.000 mã 190. Con dăm khi mặc đi ngủ trắng ạ. Em này 45-52 cân, dưới 52 cân nhé. Mức giá em của em này là 80.000 thôi, mã là 162. 80k mã 162 cho em này. Size này size M nhỏ nhá, dưới 52 cân. 192 này. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 52 cân này, 80.000 mã là 292. 80k mã là 292 cho em này. Của em màu be của chocolate nhá mọi người nhá. Em này các chị có cân nặng 60-65 cân, dưới 65 cân nhá, 80.000 mã là 202. 162 cho chị Nguyễn Sáng. Tiếp theo này. Em này là của em Van trong rồi. Áo của nó là áo trùm mông nha em ạ. Em này ủng hộ em mặc quần short bên trong thì 10 điểm. Em này các chị size 50-57 cân ạ. Em này mức giá 80.000 mã là 291 này. 291 nha em ạ. Mời em sắt lách tiếp nhá. 202 chị Nguyễn Phương Thảo. Con màu hồng đẹp quá. Cái này các chị có cân nặng tầm 50-55 cân ạ. Tay bồng nhá. 50-55 cân ạ. 292 chị Hà Son. 80.000 mã là 102. 80k mã 102 cho em này. Tiếp tục cái mọi nhá, khóa kéo trước ạ. 60-65 cân. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 80.000 thôi, mã là 228. Con này còn có 2 dây tiếp này. 202, 292. 2 dây này. Phương Thảo ạ? Vâng, có đủ đầy đủ dấu. Chưa tìm đến con 2 dây này. 291 cho chị Đoàn Thị Minh Nguyệt. Có tìm đến con 2 dây này em sẽ báo nha. Con này là online đều online này. Đúng chưa? Em 2 đấy, 3 này. Size S ạ, 40-50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 80.000 mã là 278. 80k mã 278. Tiếp theo em sắt lách. Này nó chỉ có cân nặng tầm chị từ vô nguyên đi bao luôn này đủ xuống này. 47 đến 50 cân. Màu trắng nhá mọi nhá. Con này hơi đục đục. Cặp tay nhá. Các chị có cân nặng 50-55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó 80.000 thôi. 278 chị Phương Nguyên. Mã là 198. 80k mã 198 các bạn ơi. Này đẹp quá này. Size S thôi ạ, 45-50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân ạ. Mức giá của em này là 80.000, mã là 309. Gái Cộng Hòa. 80.000 mã là 309. Một em sơ mi trắng nhá mọi nhá. Trắng này các chị có cân ạ, tay bồng này. Em này ạ, dưới 53 cân. 47-53 cân ạ. 80.000 mã là 286. 80k 286 cho em này. Tiếp theo các chị size to nhá. Chị nào cân nặng tầm 60-65 cân ạ. 60-65 cân, dưới 65 cân 2 lớp ạ. 80.000, mã là 196. 80k mã 196 cho em nhé. Tiếp theo của em màu be này. 309 cho chị Thanh Phạm. Em này các chị 50-55 cân, dưới 55 cân nhé. Em này 80.000, con này có 2 lớp, 1 lớp bên trong màu be, bên ngoài mứng. Mã số là 179. 179 cho em nhé mọi người ơi. 286 chị Hà Vi Trần. Tiếp theo này, em này các chị size tầm 48-53 cân hoa nhí. 196 chốt chị Ngân Nguyễn. Dưới 53 cân ạ, 80.000. Mã số này là 218. 80k mã là 218 cho em. Mệt vai size S nhá. Con này cổ thuyền là mệt vai được. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 50 cân này, em này mức giá của nó là 80.000. Mã là 491. 80k mã 491 cho em. Mệt vai tiếp này. Size này các chị có cân nặng tầm 47-52 cân. Nó sẽ như này. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 80.000 mã là 15 à, mã số em này là 252. 80k mã 252 màu tím than. Con này là tay chồm nhá mọi nhá. Các chị có cân nặng 60-65 cân mặc em này rất đẹp luôn. Quá đẹp. 60-65 cân nhá, dưới 65 cân này. Mức giá của em này là 80.000, mã số em này là 193. 80k mã 193 cho em. Quá nhí nhá. Size S thôi, 45-50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân này. Mức giá của em này là 80.000 mã là 267. 80k mã số là 267 cho em nhá mọi nhá. Một em lụa nhá, con này thì mặc lên đỉnh luôn, size 50-55 cân. Chỗ này có ly này. Nhìn bóng loáng luôn. 50-55 cân ạ, dưới 55 cân nhá. 80.000 mã là 303. 80k mã số là 303 cho em này.
màu trắng nhá, size S ạ, 40 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân ạ. Mức giá của em này là 80.000 thôi. Mã số em này là mã 320. Sao tự nhiên im lặng vậy? Có bị mất mạng không? 80.000, mã số là 320. 303 chị Đài Trang Nguyễn. Dài tay à? Dài tay có đấy. Em này các chị size có cân nặng tầm 45 đến 52 cân nhá. Dưới 52 cân ạ, 80.000, mã là 124. 80k mã 124 cho em nhá, sắt lách này. 320 chị đen. Phương Đỗ. Em này S và M mà ok nhá. Sắt lách ạ, S và M mặc đẹp ạ, 80.000, mã là 254. 80k mã là 254, đây có con đây rồi. Ủa? Đây. Ôi, combo 2 cái này các chị. Màu cái màu sáng, cái màu tối nhá. 124 chị Mộc Miên. Đẹp bán tiếc quá. 82 con này tiếp, để mặc nhá. Chất lụa đấy, xịn lắm luôn. Thôi để em mặc cho. Bán tiếp đấy chưa? Một em này xịn quá. Chị bán không? Không. Em này nhá, Zara luôn, size XS nhá, 40-48 cân. Dưới 48 cân nhá, em này cũng giá 80.000, mã 122 này. 254 chị Doan Nguyễn. Tiếp theo nhá mọi người, tay của nó Doan ạ, các chị có cân nặng 60-70 cân ạ. 70 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 70 cân ạ, 80.000. Mã số em này là mã 108. 80.000 mã 108 nha. Một em sắt lách kìa. Em này hơi nhỏ nhá, 40-48 cân, hơi nhỏ con tí. Để em hai dây đó đi. Đây. Tôi cũng thèm hai dây nhá, bà ơi đi mua đắt mà sư. Chưa tìm được. Thôi 22 chị Đào Thị Thanh Hồng. Chưa tìm con nào sắt lách cùng con này. Để đây nhá. Đây, mẹ em của Sovia hàng hiệu này mọi người ơi, 47-52 cân cổ đổ nhá. 52 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Mức giá này 80.000, mã là 129. 80k mã 129, thì có con nào tôi bảo nhé, tôi gọi nhá. Tiếp theo này. Bẹt vai nhá mọi người nhá. Bẹt vai này size S thôi, 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá, dưới 50 cân ạ. 80.000, mã là 248 này. Dài tay em cũng có luôn đấy mọi người. Mà nó làm ở chỗ nào thì em chưa biết. Để em đang đi từng. Hàng hiệu của Vicky. 129 cho chị Phạm Sang Lách size S là 40-48 cân nhá. Cái này mặc thành váy ok, mọi người mặc sóc bên trong ok. 80.000 mã là 491. Có cái Đức size L là của chị Châu, chị An Nguyên hỏi. Của Đức size L á? Thế em phải báo phương tiện như vào đây không có đâu. Có ạ, cái này là cầu tay mà. Một em màu đen nhá, các chị có cân nặng tầm từ 57 đến 63 cân này. Dưới 63 cân nhá, 80.000. À xin lỗi mọi người, em này 100.000 nhá, mã là 816 này, chất đẹp ạ. Màu đen 100.000 mã 816 cho em này. Tiếp theo nhé. Em này ạ, các chị size tầm từ 53 đến 57 cân. Dưới 57 cân nhé, cúc đọc phía sau. Em này mức giá là 100.000, mã số em này là 698 này. 816 chị Phương An. Vin Nhật nhé mọi người ơi. Vin Nhật nhé mọi người ơi. Em này ạ, các chị có cân nặng size tầm từ 55 cho đến 57 cân ạ, mức giá 100.000 Vin Nhật nhé, mã là 613 này. Doan Nguyễn 491 này, em này em trong rất là xinh như thế này. Hàng hiệu chuẩn của Olivia Loren nhá mọi người nhá. Hàng hiệu chuẩn của Olivia Loren cho em luôn này, size 100. Em này khoảng độ size L cho em. 55 đến 60 cân mặc vừa như em này. 80.000 mã số là 251. 698 chị Hà Son 251 cho em các chị nhá. Đây, xinh màu trắng, ai phải bánh bèo nào lên em này đi. Bánh bèo xinh dã man mà ai phải điệu điệu các mọi người ơi, ai phải kiểu là thích bánh bèo điệu điệu một chút xíu ấy. 45 tầm độ 52 53 cân nhá baby lắm các chị ơi, dưới 53 cân cho em thôi. 80.000 mã số là 240 baby dã man cho em. Mã 240 này đây. Bác nào hỏi đen này thì cái size to lắm mọi người. Mình mặc lên nó vô cùng gọn người cho em các chị nhá. Em này nhá. 51 chị Thanh Lê. ML 53 60 cân. 53 60 cân đều vừa như em này này. 80.000 mã số là 892. Mã 892 cho em nhá, 8.000 thôi đây. Không có trắng trơn nhiều mọi người ạ. Đa số thì là họa tiết trắng sẽ nhiều hơn đấy mọi người. Nên bác nào cần trắng em lấy những em họa tiết nhẹ 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 rất là ok cho em luôn này. Cổ chun cho em, mặc cho em kể cả mọi người cổ tròn được mà mọi người trễ vai cũng được. 40 50 cân tay lỡ nhá. 40 50 cân cho em luôn này. 80.000 mã 201. Sơ mi em mặc đi các chị ơi. Sơ mi em mặc đi chị nhìn mít viền này. Rất là xinh. Cái này này, cái em mặc cái mọi người nhá. Cái em mặc này 45 tổng độ 52 53 cân.
cân nôi bán em này với giá là 120.000, mã số là 152. 120 áo vàng này, mã số là 152. 201 cho chị Trần Hà. Ai hỏi em cần những dáng sơ mi cổ Đức đâu ạ? Em này nhá, 45 tổng cộng 53 cân. 45 đến 53 cân này, 100.000 mã 817. 100.000 mã 817 cho em luôn. Xanh nhá các chị ơi. Nhưng em vàng này nó mềm, mỏng, nhẹ, rất là dễ chịu cho em chị nhá. Rất là mát luôn. 50 tổng cộng 55 cân. Hậu Nguyễn. 50 55 cân một phố, nhưng em chân váy hợp đi xòe, rất là đẹp. 80.000 mã 692 ạ. 80.000 mã 692 này. Em này mặc lên dễ chịu lắm, nó không bị bí, không bị đóng quá đâu. Các cô các mẹ nhá, SML đều rất là ok cho em. 80.000 mã 987. Mã 987 em này thế này. Em này thì thực ra là có cúc nhá mọi người nhá. Bên em sẽ đính cúc mọi người trước khi gửi cho mọi người luôn. Em này 55 đến 65 cân đều vừa đấy các chị này. Cổ em này ra cọc tay này, cổ thì là cổ Đức. 55 đến 65 cân đó là cần nhanh tay cho em nhá. 80.000 thôi. Chốt cho em mã số là 139 cổ Đức này. Cúc chị nhá. Mã số là 139 cho em luôn. Những cái dáng đơn giản nha thì mọi người nên ưu tiên lấy này. Dáng cực kỳ đơn giản cho em nhá, dáng tay lỡ. Những em này thì rất là mềm, rất là mát và đa số những em dạ những cái em mà van vậy mọi người nó đều là van lụa cho em hết. Size chuẩn S 45 đến 50 cân này, mic cổ tàu cho em. 45 đến 50 cân màu kem, 80.000 và số là 255 cho em. 139 đó chị. Xem cha đã 255 cho em đi ạ. À. Đây, hoa đi. Em cực kỳ thích hoa nha, mọi người thích hoa lắm mọi người ơi. Mic bèo nhún hết toàn bộ cho em luôn chị này. 55 đến 60 cân. Nhưng này mọi người nhớ nhá, riêng sơ mi là phải sơ mi lên. Áo mà bán rồi chị ơi. 55 đến 60 cân này, 80.000 mã 142. 80.000 mã 142. Em này tiếp chị này, em này nhá, di lên sát nách này. Sát nách cho em size được hiện size S nha. Em này hàng của Indonesia và polyester lên đến 100% cho em luôn. Em này theo em là ML, SML đều vừa cho em hết này. 70.000 mã số là 253. Sát nách này. Mã số là 253 cho em. Đây. Màu trắng đây ạ. À. Thích, thích màu trắng lấy em này nhá. Mix gen như em này thường thường là nó có hai lớp. Nó có hai lớp nên không bị lộ đâu ạ. Mix gen toàn bộ 40 50 cân nhá, tiểu thư lắm. 80.000 chốt cho em mã 100 thí sinh. Mã số 100 cho em luôn này. Đây những em này. Những em mà voan càng trong, càng mỏng, càng nhẹ thì lại càng xịn cho em các chị nhá. Nhưng như em này các chị nên mặc với em áo bra hoặc hai dây bên trong. 40 50 cân cho em. 80.000 mã 282. Nhớ là em mỏng các chị phải phối với những em hai dây hoặc bra bên trong nhá mọi người nhá. Đừng mặc không nhá. Đây, hai này hai dây bán người luôn này. Hai này đi ạ. Hai này thoải mái cho em, thoải mái thật. Không cùng sai. 100 cho chị Đặng Kiều My. Những em này cũng sai cho mọi người ạ. Thế nên hai người không cũng không mặc được ấy. Rồi tiếp theo này, những cái dáng đơn giản dễ mặc. Nhớ cho em những em này có hai kiểu mặc nhé. Một là sơ vi cho em, hai là mới thêm cái đai mà cho em đều được này. 55 đến 60 cân dáng cộc tay mặc dễ chịu lắm. 80.000 mã 187. 80.000 mã 187. Chị Tố Nga. Đẹp chưa? 50 tầm độ 55 cân này, 70.000 mã 950. 70.000 mã 950 đây. Em rất thích những kiểu mà van mềm mềm nhẹ như vậy nhé mọi người nhá. Van trong này, nhẹ mềm van lụa đấy. 50 tầm độ 57 cân, 80.000 mã 960, nhẹ tên mà mặc xuống. Còn áo 2 giây đi chị ơi. 2 giây có nhưng em phải tìm cùng size nhé mọi người nhá. Cái 2 giây mọi người đôi khi việc lệch size nó không mặc được. Phải hai cái cùng một size không? Để em tìm được người đã nhé mọi người nhá. Đây là màu trắng thế này. Ai hỏi màu trắng đây? Em van là mọi người chỉnh eo được đấy mọi người này. Chỉnh eo được mềm nhẹ 40 50 cân. 40 50 cân mặc vừa thì em này. 80.000 mã số là 183. 80.000 chốt cho em. 187 cho chị Hà Son. Những em này nếu em lấy ngay mọi người nhá. Mặc năm nay hot trend kiểu này chị này. Chị sẽ TikTok của xem. Hot kiểu này lắm. SM 45 tổng độ 55 cân nhá. Chị Khánh Huệ. 80.000 mã 229 xinh ra của dạng áo váy baby. Mã 229 thì em này này. ML 50 60 cân đính ngọc đính đá hết toàn bộ còn mới nguyên. 70.000 thôi mã 261 sang lách nhá. Mã 261 cho em luôn này. Cắt laser toàn bộ. Cắt laser đục lỗ cho em nhá, làm cực kỳ cẩn thận luôn ạ. Em này 53 57 cân, màu xanh tím than này. 53 57 cân 80.000 mã số là 160. 80.000 mã số là 160. 229 chị Dương Mai. Màu đỏ không có nhiều nhá mọi người nhá. Đỏ này nó đính ngọc hết toàn bộ cho em luôn. 53 60 cân đều vừa em này. 53 60 cân kiểu văn công sở văn cát này. 80.000 mã 768. 80.000 chốt cho em mã số là 768. 183 chị Hương Lan. 2 giây mọi người nhá. Em sẽ combo 22 giây cho mọi người bởi vì hai này cần gần như là size của nhau rồi. Em này của mấy hai này nhá, khoảng độ size S thôi, 45 đến 50 cân thôi. 45 đến 50 cân này, hai em này bán với giá 80.000 mã 906 hai chiếc 2 giây. Size S của người nhà ai mà kiểu tin tin lấy em đấy. Mã số là 906 cho em luôn này. Đây. 160 cho chị. Cái màu xanh của ba này các chị kể cả các chị đi làm móng tay móng chân này hay là kể cả áo mặc lên cực kỳ tôn da cho em. 55 đến 65 cân tức là L XL đều vừa. 80.000 mã 216 màu tôn da. 261 cho chị Kiều Thị Thanh Loan, chất mềm nhẹ này,
dáng cũng chữ A luôn nhá. S thôi, 45 đến 50 cân, 70.000 mã 797. 70.000 mã 797 cho em. Chị Mai ơi. Chị ơi, hàng này hàng design các chị nhá. Em này rất là mềm, nhẹ chị chất này, nhẹ tênh luôn ấy. 50 tầm độ 55 cân. 50 55 cân tay lửng này. 80.000 mã 186. 80.000 mã số là 186. Cái này nó ghi là size M này. Chị gái Cộng Hòa. Cái này nó ghi là size M đúng nhá, màu đen chuẩn M này. 50 55 cân những dáng cổ Đức mà cổ tay như vậy lên cũng rất là đỉnh nhá. Mình mặc đi làm đi chơi đều đẹp. 80.000 mã 181. 80.000 mã số là 181. 216 chị Nông Thúy Vân. 55 60 cân cho em. Nhưng cái chị nào mọi người nhá, mà size to thì mình nên ưu tiên là những cái màu tối. Ví dụ như là màu đen này hay là những màu xanh tím than, mọi người nhá, size to thì nên ưu tiên những cái màu tối như vậy. 55 đến 60 cân, tức là size chuẩn lò cho em mọi người nhá. 186 chị Hà Vi Trần. 55 đến 60 cân chuẩn lò cho em luôn này. 80.000 mã 141 cho em. Mã 181 chị Liên Suka. Đấy, cái màu đen nhiều chị cần lắm mọi người, bởi sao? Nó dễ mặc ấy, kể cả những em người nhỏ thôi nhá, em rất màu đen, bởi sao màu đen nó dễ mặc lắm mọi người, dễ phối luôn. 40, 50 cân này, mít tay cho em tay em đều mềm chưa, mềm chưa? 45, tầm độ 50, 52 cân, 80.000, mã 166, chất tinh mềm, ôi là mềm đấy. Mã 166 cho em. 141 chị Nguyễn Viên. Cái Clovis này hãng này thì em nghĩ là quá nổi tiếng, rất là nhiều chị biết rồi đúng không ạ? Một em hàng hiệu Clovis này, các chị để ý xem, chất vải của nó nhá, tuy là mỏng mềm nhưng lại rất là dai, nó không bị kiểu dễ sức sọi đâu mọi người ạ. Em này 48 tầm độ 53 cân, 48 53 cân này, 80.000 mã số là 232. 166 chốt chị Phương Nguyễn. Họa tiết cho em đi. Thì họa tiết không ạ, là những em này cho em nhá. S, M, L đều vừa những em này này. 70.000 mã số là 173. 70.000 mã 173 cho em. Những cái màu thì nó rất là nhẹ nhàng, chị này, màu đơn giản nhẹ nhàng cho em. 53 57 cân. 53 57 cân này tay hơi lên, em này mặc đi làm công sở đồng ý. Và nó dáng dài qua cổ tay rồi mọi người nhá. Dáng dài qua cổ tay rồi nên mặc đi làm công sở bình thường được cho em luôn. 80.000 mã số là 220. Mã số là 220. Trời ơi, cái này nó 22 chốt chị. Hoa thật sự hai. Nếu là em lấy ngay, nếu là em lấy ngay các chị nhá, em này S thôi, 45 đến 50 cân kiểu trẻ trung này, em này chị Trang Linh. 70.000 mã 222 nhưng mà đẹp lắm, mã 222, hai là combo mọi người đi, combo hai này nếu mọi người nhớ size L, 55 đến 60 cân hai này, combo hai chiếc 80.000, chốt cho em mã số là 147. 220 chị Linh Thảo, mã 147 này, mua hai chiếc nha, mã 147 cho em. Hoa Phạm Mai xong đến Trang Linh ạ. Em ở đây. 220 chị Linh Thảo. Nhưng em này các chị nhá, không mà sơ vi mà không đẹp. Trang Linh chỉ cắt ao này. Đó, mà sơ vi đẹp. Mặc kiểu gì cũng xinh cho em luôn, mà chất cái chất của nó kiểu nó khá là dai. Chị Doan nó không phải cái kiểu bị mà mỏng quá mà dễ rách mọi người nhá, chất rất là dai, rất là xịn xò cho em luôn. Cái cổ nó không phải là cổ Đức mà là nó là cổ tàu mọi người ạ. Một em màu trắng kem phải trắng tinh đâu ạ, trắng kem thôi. 45 tầm độ 51 52 cân là ok rồi. Trang Nguyễn á. Doan Nguyễn. Cái 222 ạ. Một bốn bảy chốt chị Thanh Hiên không giấu. Chọn mày đi. Thế, tự ý mong cho anh Nguyễn đi. Nguyễn Thanh Huyền hay Nguyễn Thanh Huyền? Thanh Hiên không giấu 147. Mỗi Thanh Hiên thôi. Ok chưa? Đây. S bò nhỏ này. 45 tầm độ 52 53 cân cho em luôn nhá. Bán em này 80.000 đẹp lắm. 80.000 mã số là 111. 80.000 mã số là 111 cho em các chị nhá. Trời ơi xinh xỉ thật lắm. Gì đây? À đây em này như này. Nhưng cái em này mọi người nhá, nó là hàng hiệu đấy mọi người. Một em hàng chuẩn của Zara các chị này. Một em hàng chuẩn của Zara cho em nhá mọi người nhá. Có đầy đủ dây quay của hàng hiệu cho em luôn. Những cái giá này xem nào, đây có cái size gì nào. À, hàng chuẩn ra nó XS mọi người ạ, 40 khoảng tầm độ 50 cân thôi nhá. 40 50 cân, đằng sau nó hơi khoét lưng một chút này, nó là kiểu baby doll đó mọi người. 45 tầm độ 50 cân cho em, 40 50 cân XS và S đều vừa nhá. 40 50 cân cho em luôn này. 80.000 mã 184 hàng chuẩn ra. Mã số là 184 cho em luôn, mã 184 cho chị Hoàng Thanh Xuân. Em rất hay mọi người nhá. Cái cổ nó thì là cốt tông. Tất cả những cái viền cổ này đều là cốt tông cho em hết. Và em này thì size to rồi, khoảng tầm độ từ 55 đến 65 cân đều vừa. 55 đến 65 cân đều vừa mặc rất là dễ chịu, dáng suông nhá. Kể cả 70 cân thích mặc em vẫn vừa được, bởi vì nó dáng màu đen và rất là dễ mặc. 80.000 mã 169. Cứ rồi 70 cân là vừa như em đó. Mã 169 cho em luôn chị này. Em hay đây phải riêng tiếng combo mọi người nhá, mọi người nhá. Có, có 184 thôi. Hàng tiếp theo này. Hàng tiếp theo này, em phải nhá, mọi người biết eo này. Mic eo này, ủa xinh thế, 40 50 cân. Hàng chuẩn hàng, 40 50 cân này. Bán em này chị 169 cho chị Thanh Hiên. 80.000 mã 112, em mặc đi làm không sợ thì quá đẹp luôn. Mã 112. Snack cho em nha các bác.
M L X L trời ơi, cái bèo này. M L X L. Cái bèo quá đẹp cho em luôn. 70.000 mã 276 này. 70.000 mã số là 276 các chị nhá. Ôi trời ơi, xinh chưa? Em ơi như một là công chúa ấy mọi người ạ. Tao chính xác lại lắm ạ. Nó như một cái váy luôn ấy. Nó như là một cái váy cho em, xinh chưa? Chị xóa cái vấn gì? Nhưng mà y đi bà bó, chị em bà bó. 40 50 cân này. Không thì cái book thôi, cái book thôi, không phải cái đâu, chuyển cái khác, cái book trên đây bình thường tí mọi người tự chuyển. 40 50 cân chị này. 12 cho chị Khiếu Hoa. Xinh chưa? Chỉnh eo được nhá. 40 đến 50 cân mặc vừa như em này cho em luôn này. 80.000 mã số là 258. 80.000 mã 258 cho em luôn chị nhá. Mã 258 thì trời ơi, chị ơi, nhà em này thích lắm. Thích cái kiểu hoa huyết này cực nhá mọi người, nhất là những cái cổ như này. 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 55 cân là vừa những em này size chuẩn màu ạ. 80.000 mã số là 289. 80.000 mã 289 cho em luôn này. Những cái dáng này thì 258 chị đặng Kiều My. Những cái dáng mà kẻ đơn giản như vậy mọi người, những cái dáng kẻ hay là chấm bi hay là kiểu là nó là form suông ấy mọi người. Nó rất rất là dễ mặc cho em luôn nhá. 55 đến 63 cân các mọi người. Ai mặc cái cũng đẹp hết cho em. Cộc tay này 80.000 mã 304. 80.000 mã 304 cho em màu đỏ đi. Mọi em màu đỏ nhá, em này size to cho em. Tầm độ 55 đến 65 cân các mọi người. 289 cho chị Hương Lê. Đến 65 cân là mọi người chỉnh eo được theo ý của chính mình nhá. Giúp nào em rất chị là Hương xinh. Chị Hương Lê cho shop xin thêm địa chỉ ạ. 55 đến 65 cân này, 80.000 mã 203. 80.000 mã 203 cho em. Sao đắt đi ạ? Sao đắt hai lớp mọi người nhá, không sợ bị kiểu là bị lộ hay gì đâu. Ai tư chị Đặng Kiều My. 55 đến 60 cân ạ, 70.000 mã số là 223. 70.000 mã số là 223 cho em luôn này, cái này rất là xinh này. Các em này mọi người nhá, em này hàng thật à? Em này hàng của Hàn rồi. Made in Korea. Em bảo bạn sửa cái mọi người phần vai, phần vai này cái chùn nó hơi bị lỏng rồi nhá mọi người nhá. Em đánh mặc lên này trễ vai này hoặc là cổ tròn mọi người sơ vin vào cho em. M 50 tầm độ 55 cân sẽ sửa phần chùn này mọi người sơ vin lên xinh cực kỳ luôn. Em này nhá 80.000 mã 917. 80.000 mã 917 cho em thôi. Đây chị Huyền Trần cho shop xin em số điện thoại địa chỉ ạ. Em này ghi là sửa chùn. 80.000 chị ơi. Em này tiếp chị này, em này ạ, em này là dáng váy rồi, gần như là oversize rồi, cứ dưới 70 cân là vừa hết cho em. Cứ dưới 70 cân là vừa, em này là 70.000 mã số là 295. 70.000 mã số là 295. Trương Thắm. Đây cái màu rất là xinh này. Chất hoan nhăn mọi người nhá. Chất kiểu hoan nhăn này, em này nó đúng mực như này chị này. Đó, mọi người chỉnh được tùy theo sở thích của chính mình. 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân này, em này 80.000 mã 970. 80.000 mã 917 cho chị Phạm Linh Trang. Đó các chị là chất này như lụa mọi người. Chất như kiểu lụa mọi người nhá, sang xịn mịn chưa ạ? 55 đến 63 cân nhá, nhớ là những em này mọi người sơ vi sẽ đẹp hơn. 55 đến 63 cân, 80.000 mã số là 295 cho chị Nguyễn Thanh Huyền. 207 cho em luôn này, đây là cũng là gen mọi người nhá. Chị nhìn này, nó cũng là gen ở dưới nó có lót cơ nên em này mặc sướng lắm. 50 tầm độ 57 cân cho em màu đen. 80.000 mã số là 135 chị mua đi. Trời ơi, tầm này mặc áo sơ vi quá hợp lý luôn chị nhá. Không có gì hơn luôn rồi. Đây em này. Chất thì gọi là mê ly mỹ mãn cho em luôn đấy. Em ơi những em này nhớ nhớ. Sờ mắt lạnh xuống là xuống ấy. Em này 45 tầm độ 52 53 cân, vừa đẹp vừa xinh ấy chị này. Vừa đẹp vừa dễ mặc vừa xinh mặc rất là mát. 45 tầm độ 55 cân mặc ở nhà mặc cái video đấy rất là xinh. 80.000 mã 989 chất như lụa luôn. Mã 989 cho em luôn này, họa tiết đi. Lên mà em dáng họa tiết cho em nhé mọi người nhá. Em này tầm độ L, XL các bạn. 55 đến 65 cân. Màu trắng trâu thì ít lắm, chỉ có đa số là màu trắng xong mix họa tiết hoặc mix màu thôi. 55 đến 65 cân, 80.000 mã 144. Ai là trắng này em này. Mã 1 của mỗi trắng nhá, trắng tinh đi nhá. Trắng tinh này, em này thì là chất mỏng nhẹ rồi. 989 chốt chị. Em này biết cái phối không? 50 đến 57 cân. 50 đến 57 cân tay bồng nhẹ nhàng này. Bán em này 80.000 mã 285. Mã số là 285 cho em luôn này, màu trắng đi ạ. Lên mẹ màu trắng nhá. Made in Korea. Hàng chuẩn Hàn đây, trắng tinh các bác đây. Em này là giả của Đức nhưng mà cái cổ sau nhá. 40 50 cân tay lỡ này. 40 50 cân màu trắng hiếm lắm mọi người, nhanh tay cho em đi. 80.000 chốt cho em mã số là 191. 144 chốt chị Huyền Trần. Mã 191 cho em luôn này, chuẩn bị đi. Sát nách cho em. Chị Huyền Trần cho shop xin thêm địa chỉ đi ạ. Sát nách cho em nhá. L 55 đến 60 cân. 285 chốt chị. Anh Đào Nguyễn 55 đến 60 cân mặc vừa em này nhá. Bán em này cho chị chỉ với giá là 80.000, mã số là 257. Mã số là 257 cho em. 191 cho chị Lê Cúc. Rồi, 2 giây rồi. Để cho em có bôi mọi người nhá. 2 giây đây. Có bôi 2 giây mọi người này. Em này SM thôi, 45 tầm độ 55 cân. 45 và 55 cân này có mua 2 chiếc 80.000, mã số là 247. 80.000 2 chiếc, mã số là 247 cho em luôn này. Mã 247 cho em. Hàng hiệu Victoria,
cũng làm hàng chị nhá. Em bảo rồi nhá, em nào made in Korea hay made in Japan ấy, mình lấy luôn thôi. 257 chốt chị anh đào. Made in Korea luôn chị này. 45 tầm độ 50 52 cân cho em nhá. Bán em này với giá là 80.000 mã 313. 80.000 mã 313. 247 chốt chị. Ôi, xinh thế. Lê Cúc. Em xinh ra chị ơi, em thích cực kỳ, mọi người mặc thử chế vai như thế này. 40 50 cân nhá. 40 50 maximum 55 cân đều rất là xinh luôn, yêu lắm các bạn ạ. Nhưng là chị nào trẻ trung ấy, 80.000 mã 194, vừa đẹp vừa sang luôn. Mã 194. 313 chị Trần Hà. Đây em này, thay to này. Em này tầm độ từ 60 70 cân nhá. Thoải mái từ 60 70 cân cho em mix gen toàn bộ này. 80.000 mã 161. 80.000 mã 161 cho em luôn này, xinh xỉu chưa? Màu đỏ. Đỏ tươi cho em luôn, 40 50 cân ạ. 40 50 cân nhá mọi người nhá. 80.000 mã 279. 80.000 chốt cho em mã số là 279 này, chấm bi đi ạ. Chấm bi em cắt tác rồi mọi người. Mọi em chấm bi dáng dài. Em này có thấy nhiều chị ấy, các chị mai hay mặc kiểu này này. 161 cho chị Thùy. Cái dai eo xong kiểu đi bốt lên ấy, xinh lắm mọi người ạ. Thùy Dương cho bác xin em địa chỉ và số. Sơ bi được mọi người, để mọi người thêm cái dai eo mọi người, đây bản to ấy mọi người cũng được nhá mọi người nhá. Em này SML rất là xinh cho em luôn. 279 chị Thanh Thanh. Cứ 60 cân mặc vừa thì em này được 80.000 mã 118, mặc rất là nhiều kiểu đẹp luôn mọi người nhá. Mã 118 cho em luôn. Đây, màu trắng tinh cho em luôn này. Hàng purple. Em này cũng là hàng Hàn, chất nó mềm, hai tay của nó mọi người nhá. Hai tay của nó cotton luôn, là kiểu cotton kiểu áo phông ấy. SM 45 tầm 57 quay đầu. 80.000 mã 306. 80.000 mã số là 306 cho em. Mã 306 này. Cổ tàu đi ạ. Lên một em dáng cổ tàu. 118 chị Ly Hà. Lên mà em dáng cổ tàu cho em mọi người nhá. M, L và XL. Các cô, các mẹ đều ok. Dưới 65 cân là ok đấy ạ. Bán em này 80.000 mã 217. 80.000 mã số là 217 cho em. Xinh chua. Xinh ơi là xinh cho em các bác ơi. Em này nhá, 50 cân chị. Em chờ đã. 50 tầm độ 55 cân mặc vừa thì em này 80.000 mã số là 150. 80.000 mã số là 150 cho em chị này. Mã 150 màu đen nhá. Xinh xuất sắc bác rồi. Xuất sắc cho em 50 tầm độ 55 cân. 217 chốt chị Mai Nguyễn Dung. 50 55 cân này, 80.000 mã số là 197. 80.000 mã số là 197 cho em nhá mọi người nhá. Chấm bi đi ạ. Lên một em chấm bi này. ML 50 60 cân đây ạ. 50 60 cân nhá. Sắt nách này 70.000 mã số là 199. Chấm bi sắt nách nhá. Mã số là 190 chị Thủy Bùi. Ai cần những họa tiết đơn giản nhưng rất là sang thì em này cho em mọi người nhá. Họa tiết rất đơn giản nhưng mà cực kỳ sang cho em không chị ơi. Em này ạ, à, 45 tầm 50 cân thôi. 45 tầm 50 cân, 80.000 mã số là 727 sang dã man. 7 vậy. 80.000 mã 727. Họa tiết đơn giản dễ mặc chị này. Ai thích những màu nổi lên em này nhá. 40 khoảng 50 cân. 40 50 cân tức là XS và S thì đều vừa ấy ạ. 80.000 mã 250. 80.000 mã số là 250 cho em luôn này. Em có phải 2 giây mọi người nhá. Không phải 2 giây đâu ạ, nó là kiểu hơi khuyết tay một chút xíu nhẹ này, cọc tay đấy mọi người ạ. 50048 tầm 55 cân. 48 55 cân. 80.000 mã 104. 80.000 mã 104 giúp em luôn này. Màu đen còn kẻ nên dễ mặc lắm nhá. ML, XL rất là nhiều kiểu mặc cho em được luôn. 80.000 mã số là 310. Mã số là 310 cho em luôn. 250 chị Phạm Thơm. Trời ơi xuất sắc chứ bác ơi, nhấc nách chưa ạ? Nhấc cái nách ghê các bác. M 50 tầm 57 cân nhá. Dáng chuẩn vintage này nó cứ nhẹ nhàng kiểu gì. 50 57 cân, 80.000 mã 605. Nhẹ nhàng dã man cho em nhá. Mã 605. 104 rồi. Chị Đặng Kim Thu. Thích kiểu dáng màu trắng trơn đơn giản là những em này cho em ạ. Cộc tay này, cổ nó hơi cổ tàu và dáng hơi xòe chữ ả ở dưới nhá. Em này thì S M L đều vừa cho em được hết, ai mặc cũng vừa hết. 310 này. Cho chị Đặng Kiều My. Bán em này với giá là 80.000 mã số là 123. 80.000 mã 123 cho em luôn. Cái sắt nách đi ạ. Sắt nách này nó có dập ly này. Dập ly toàn bóng trước này mặc em này như kiểu dáng váy. 40 50 cân cho em. 605 chốt chị Thương Nguyễn không giống. 40 50 cân nhá, như dáng váy luôn này. Bán em này 70.000 mã số là 234. 70.000 nhá, mã số là 234 cho em. Ôi xinh xuất sắc bác ơi. Em này ạ, 50 tầm độ 55 cân. 50 55 cân này, mixer này, tay loe rất là nhẹ nhàng cho em. Bán em này chị với giá 80.000 mã 268. 80.000 mã số là 268 cho em luôn này. Mã 268. Đây em này, LXL. Em này họa tiết trời, họa tiết nổi luôn. Họa tiết nổi cho em 55-65 cân. Chị Huyền Trần. 55-65 cân họa tiết nổi cho em luôn, chất nó mềm lắm. Em này có nhiều lớp không sợ bị lộ lộ đâu mọi người ạ. 80.000 mã số là 268. Chị Phương An.
mã số là 264 cho em một ảnh mẫu sang thế. Em này nhá, sang chảnh cực kỳ luôn, nhìn như LV ý. 45 tổng độ 55 cân cho em luôn nhá. 80.000 mã 235 sang cực kỳ đẳng sang luôn. Mã 235 này, hồng phấn nhẹ nhẹ các chị ơi. Hồng phấn nhẹ nhẹ nhá. Em này cũng chuẩn hàng Hàn đây ạ. À. 264 chị ban mai sang. Và xem đi Hàn thôi. Made in Korea cho em luôn này, S, M, L, XL đều vừa cho em nhé. Mặc hình dáng váy được mà sơ vi lên cũng được. Mua một nhưng mà được hai nha mọi người này. 80.000 mã 412. 80.000 mã 412 cho em luôn. Màu đỏ mọi người nhá. Không phải là màu kiểu đỏ tươi đâu. Nó em này giống như kiểu màu bã trầu mọi người. Đây. Đúng mực cho em này. Cái màu là giống màu bã trầu nhá mọi người nhá. 55-60 cân ấy. Size L, chất mát và nhẹ tênh ấy. 80.000 mã số là 188. 80.000 mã số là 188 cho em luôn. Mã 188 này, chấm bi. Hoặc là chấm bi nhẹ nhẹ nhá. Màu trắng thì rất là ít màu, nhưng màu trơn. Đang chỉ em màu họa tiết như này. 50-55 cân. 50-55 cân chuẩn mờ nhá. 50-55 cân. 80.000 mã 113. 80.000 mã 113. 188 chị Kim Chi. Hàng hiệu chuẩn Clovis này. Em này chất von mềm nhẹ 40-50 cân. Hàng Clovis luôn. 80.000 chốt cho em mã số là 249. Mã số là 249. Ô em này xinh. Nếu là em lấy ngay hàng hiệu của Liz thì em này size nhỏ lắm. 113 chị Na Gấu. Em này thật sự nhất theo em này chỉ có trẻ con mọi người, hoặc là chị là người rất là nhỏ. Khoảng tầm độ từ 35 đến khoảng 45 cân thôi ý. 35-45 cân cho các bé thôi mọi người, hoặc chị là người siêu siêu nhỏ lấy những em này cho em nhá. Rất là đẹp. Hàng của Liz xịn đấy nhưng mà size nhỏ lắm, dưới 45 cân thôi. Bán này 50.000 nhá. Bởi vì em này nó là rất là nhỏ. 50.000 mã 273 này. 50.000 trẻ con. Từ khoảng gần độ 35-45 cân thôi mọi người. 249 cho chị thương. Em mặc lấy mặc thì chật vô cùng, khó chịu vô cùng. Đây, tiếp màu đen cho em luôn này. Màu đen 50-57 cân là chị này. Thành váy được mà mọi người sơ vi lên cũng được. 50-57 cái mặc cuối thì em này. 80.000 mã 277. 80.000 mã số là 277 chất lụa đi. Có ai mê lụa không? Theo như em thấy nhá mọi người nhá, cái lụa ấy mọi người nó vô cùng là sang luôn. 273 chị Nặng Kiều My. Mặc lên kiểu sát cả mọi người lên mọi người. Mixner cho em này 55-60 cân lấy này lụa. 55-60 cân. Bán em này 100.000 mã 492. 100.000 này mã 492 cho em luôn nhá. Đây chấm bi đi. Dập liềm trước này, chấm bi hết. 277 chị Tiểu Linh. 40-50 cân. 40-50 cân màu đen chấm bi, ở chấm bi và kẻ rất là dễ mặc, các chị cứ lấy đi. 80.000 mã 242. 80.000 mã số là 242 cho em luôn nhá. Mã 242 này. 40-50 cân. Chị Mai Hoa. 40-50 cân mặc vừa như em này. 80.000 mã 127. Mã số là 127 cho em luôn. Ủa đây, màu trắng đây bác ơi. Trắng nhưng mà cái này là quan trọng nhá mọi người nhá. Nó là kiểu dáng quan trọng rồi. Made in Korea, cái là hàng Hàn xịn cho em luôn đấy. 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 55 cân này. 80.000 mã 208. 80.000 mã 208. Sắt lách cho em. SM 45 tầm độ 55 cân. 70.000 thôi sắt lách ạ. Mã số là 884. 70.000 này. Mã 884. Mã mẫu mặc bán rồi ạ. Bán rồi chứ không còn nữa rồi. Một em này chị Hoa Phạm Mai. 50-60 cân cho em nhá. 50-60 cân này. 80.000 mã số là 504. Mã số là 504 cho em mọi người. Ôi. Hai bên mọi người chiết eo được cho em thoải mái luôn. 45 tầm độ 55 cân đều xinh mọi người ạ. Chiết eo thoải mái. 45-55 cân nhá. Yêu lắm. 80.000 mã 238. Màu đẹp mà dáng độc chị nhá, mình nó không có luôn. 884 chị Tiên Hoàng. Không giấu. Biết ngân lệch cái chị này đây. Mít nơ lệch cho em là giá váy rồi. Cái này nó chuẩn là váy bởi em mặc, em 63 em mặc đến gần đầu gối mọi người này. S, M, L đều rất là xinh nhá. Giáng váy thường phải giá cao hơn, bán mọi người bằng với giá áo luôn. 80.000 mã 73. 504 chị. Giá váy phải giá cao hơn nhá mọi người nhá. Thôi bán mọi người bằng luôn bởi vì có mỗi mặt em thôi. Em này tiếp này, em này phải tầm độ L, XL hết cô các mẹ. 55-65 cân. 80.000 mã 266. 238 chốt chị Nguyễn Viên. 80.000 mã 266 cho em này, giá xinh chưa? 40-50 cân. 40-50 cân mặc vừa thì em này nhá. 80.000 mã 134. 80.000 mã 134 cho em luôn này, màu hồng đi ạ. Màu hồng rất là nhẹ nhàng nhá mọi người nhá. Nó không phải cái kiểu hồng xến hay là kiểu hồng số đâu mọi người, hồng rất là xinh nhẹ nhẹ như thế em luôn. Trên là cái màu không chuẩn lắm nhưng bên ngoài màu cực kỳ yêu nhá. 55-65 cân. 80.000 mã 284. 80.000 mã số là 284 cho em xin nhắc nhở. Mã 284 giúp em nhé mọi người nhá. 713 chốt
chị ngoan tường. Đây trắng cho em chị nhá. Trắng này, em này đẹp chưa? 50 tầm độ 55 cân. 50 55 cân 284, này. 80.000 917. 80.000 đã 917 hai bên bẹt cổ nha các chị nhá. Em này 55 đến 60 cân này, chuẩn lò. 55 đến 60 cân cho em luôn. Em này bẩn xong chút xíu nhẹ này, thích là 50.000 thôi nhá, bẩn chút rất là nhẹ thôi. Em này ạ, 50.000 chốt cho em mã số là 499 cho em luôn này. 50.000 này, mã 499 cho em. Rồi, tiếp theo đấy ạ, màu hồng đi. Nó hồng đi này, đính đá cho em này. 50-60 cân, 50-60 cân nhá. 80.000 số 300. Đoàn Thị Minh Nguyệt. 80.000 mã số là 300 cho em. Trời ơi đẹp chưa, chất 77 này. Chất nó mềm, nó mát, chất vải thô cũng không phải chất vải voan đâu nhá. Chất kiểu vải thô mọi người. 55-63 cân, 80.000 mã số là 275. 80.000 mã 275 cho em luôn này. Cũng là trắng nhá, cũng là cổ tàu nhá, dáng baby nhẹ, sữa là xinh này. 45 tầm độ 55 cân, 45-55 cân, 100.000 mã 689. 100.000 dài tay mã 689 cho em luôn này. Em tiếp này, em này xinh như này. Em này nhá, 40-50 cân, xinh quá là xinh các chị này. Chất voan mềm nhẹ, màu của hơi sữa sữa ấy. 40-50 cân này, 100.000 mã số là 200. 100.000 chốt cho em mã số 200. Chỗ các bạn nhìn cái form dáng nó này, đỉnh cao không ạ? Em này quá đỉnh cao mà nhìn nó mới, ôi là mới cho em mọi người ạ. Em này nhá, chị Phạm 55-65 cân đều vừa. Em bảo mà hai kiểu, một là người thêm cái đai bảo to ấy mọi người. Hai người sơ vi lên đều đẹp. 55-65 cân đều rất là xinh nhá. Bán em này, em này bẩn nhẹ các chị này. Bẩn nhẹ phích này luôn, còn 60.000 mà số là 104. Bẩn phích này. Còn 60.000 mã 104 275 cho chị. Rồi xinh chưa? Đồng Thị Cánh. 40-50 cân. Chị Đồng Thị Cánh. 40-50 cân. Cho shop xin em nói là địa chỉ ạ. 40-50 cân nhá. 80.000 mã 150. 80.000 mã số là 1. Đấy chị này, em này tiếp sát nách này. Hàng hiệu Mixo 104 cho chị. Hàng hiệu của Mixo size M này. 50-55 cân sát nách này. 70.000 mã 177. 70.000 mã 177 cho em luôn này. Size to chấm bi nhá. M, L, X, L. 80.000 mã số là 244. 80.000 mã 244 cho em luôn này. Đây, sát nách tiếp nhá. M, L, 50-60 cân. 80.000 mã 195. 80.000 mã 195. Hay để riêng gì có mô mọi người nhá. Đây, sát tiếp này. Sát nách đi. 17 chị An Hà. Chấm bi ạ, 40 khoảng tầm 50 cân thôi. 40-50 cân này. Bán em này các chị chỉ với giá 45 cân, bán em này giá là 70.000 mã 211. 70.000 này, mã số là 211 cho em luôn. Mã 211, váy xinh chưa? Váy xinh yêu bác ơi, 40-50 cân nha các bác. 214 cho chị ba mai xanh. 40-50 cân mặc với em này, váy xinh quá. Em bán 80.000 luôn, mã 157 này. Mã 157 cho em luôn này. Mã 157 cho em họa tiết nha. 195 cho chị Linh Thảo. Họa tiết em này hai bên có độn vai sẵn luôn mọi người ạ. Độn vai sẵn này 55-60 cân nhá, dáng rất là sang. 55-60 cân, 80.000 mã số là 305. 80.000 mã số là 305 cho em luôn này. Mã 305 cho em luôn. Em này dáng giống như kiểu là Valentino mọi người, đính đinh ở cổ. Em này dáng giống như là Valentino nhá, đính đinh ở cổ này. 157 chị Hào Huyên. 45-55 cân, 70.000 mã 294. 70.000 mã 294 cho em luôn. Trắng tinh to các bác này. Trắng tinh to mới lắm. 55-60 cân nhá. 80.000 Xoa Nguyễn Thị. Mã 559. 80.000 mã 559 cho em luôn chị này. Ủa màu xinh, chất mềm nữa. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền chốt chắc giúp em đấy ạ. 50-60 cân đều vừa. Lưu ý cho anh em không có ghi chốt xả hay là chốt chọn nhá mọi người nhá. Ai thấy em quá hay là em dừng từ chốn hàng mọi người luôn nhá. 50-60 cân này. Bán em này chị với giá là 80.000 mã số là 299. Mã 2 thì nhìn mình chốt chắc thì anh ông ý mẹ chốt không, mình đừng chốt mọi người nhá. Chắc chắn thì mình chốt không thì thôi. Chiều hôm nay các shop xin thêm số điện thoại địa chỉ ạ. Dập đi toàn bộ em này, dập ly hết toàn bộ em này nhá. Dập ly hết toàn bộ này, 40-50 cân. 40-50 cân, trời ơi dáng nó yêu lắm mọi người ơi. Bán em này 80.000 mã 245. Mã số là 245 cho em nhá mọi người nhá. Thế này, ôi màu xinh chưa, màu xinh yêu. 50 tầm độ 57 cân, yêu lắm mọi người ạ. Sơ vi này tuyệt tuyệt trần luôn. 299 chốt chị Vân. 50-55 cân, 80.000 mã 220. Em đảm bảo là y hình ở trên trên like nhé mọi người nhá. Bởi vì em phải hơi xấu mọi người. Thế ra em đảm bảo là y chang, bởi vì em bắn tắt tay này chị này. Em like cái nào là cái đó là mọi người luôn, chứ là cái khác mọi người xem nhá. Một cái em like một cái mọi người nhận là một luôn. 299 chị Vân. 40-50 cân. 40-50 cân mặc vừa thì em này cho em này. Chị cùng mình 599 mà. Nó ngáo ngơ à? Huyền ra đây xem nào. 299 rõ ràng mà nó vẫn kêu 599.
chị Vân Thanh không giấu. Nhầm, em biết không. Đây, 40 50 cân này, tay lỡ này. 40 đến 50 cân cho em luôn. Bán em này với giá là 80.000, mã 105. Mã số là 105 cho em này. Những chị đợi cùng tên trùng tên mấy người ấy. Em thấy 220 chị Quốc Đạt. Em ơi các chị ơi, trắng tinh mà em thấy nó nhìn nó lóa mắt luôn, nó trắng sáng luôn ấy. 50 57 cân này, 80.000, mã số là 857. 80.000 mã 857 cho em luôn chị nhá. Đây màu cũng xinh này. 105 cho chị Phạm Mỹ. Những cái tông màu pastel như vậy nhá mọi người nhá. Tôi khi lên vào trên live ấy mọi người, nó hay bị kiểu bị nhò, bị xấu hay là chụp ảnh mọi người. Không phải sao nhá, chụp ảnh nhá, những cái màu rất là xinh nhưng mà lên cái ảnh mọi người trông nó rất là bẩn luôn ấy. Cho nó cứ bị lem nhem kiểu gì mọi người ạ. Bởi vì do là ở trên chụp ảnh của em tối ấy mọi người nhá. Thế là nhiều khi cái màu không lên chuẩn thì mọi người cứ yên tâm là màu như ở trên live, hoặc là trên live mà sắc màu em bảo mọi người luôn, trên live nó sẽ hơi khác một chút xíu nhá mọi người nhá. Nhận hàng thì cái trà nên mình yên tâm nhá. Em này ạ, 55 đến 60 cân này, 80.000, mã số là 178. Mã 178 cho anh nó khó lắm mọi người. Đôi khi những cái màu xanh than, màu đen cơ. Hay em này rất là xinh chị này. Trời ơi xinh chưa? Em này nó có hai lớp đấy mọi người ạ, nó trong lớp lót nữa. 50 khoảng 60 cân. 50 60 cân này, ra là điểu 80.000, mã 215. Ra là điểu nhá, mã số là 215 cho em luôn. Em này theo chị nhá. Em này ạ, ML 50 60 cân. 50 60 cân cho em luôn này. Bán em này với giá 80.000, mã số là 149. 80.000, mã 149 cho em luôn nhá mọi người nhá. 215. Đây, đáng xinh chưa? 55 đến 60 cân. 55 cho chị Phạm Linh Trang. 55 đến 60 cân này, 80.000, mã 868. Mã 868 cho em luôn nhá. Em này rất là xinh này. Em phải tiếp là chị này, 40-50 cân. 40 tổng độ 50-53 cân cho em rút eo được này. 100.000 mã 261. 100.000 mã số là 261 cho em. 178 cho chị Trần Hồng Giang. Em bảo chị ơi, bảo rồi nhá mọi người nhá. Em tặng người đi bởi vì em thấy cái này thực ra nó cũng bị nhẹ nhẹ thôi ấy. Nhưng mà thôi tặng mọi người nhá, tặng ai có đơn rồi nhá. S, M, L, X, L đều vừa tặng mọi người không đồng đi, ai có đơn rồi đi. Chốt cho em mã 233, tặng không đồng này. Mã số là 233 cho em luôn nhá, tại có đơn rồi nhá các bác nhá. Đấy, em áp màu thì thật sự là nếu vứt đi rất là phí, nó rất là mờ thôi, nó không nhìn rõ ấy. Nhưng mà bán mọi người cũng không đỡ, thôi tặng mọi người nhá. Nhưng em này khoác nhẹ nhàng này, khoác mọi người mặc cho em, em bên trong là bikini thôi, em khoác bên ngoài nhẹ nhàng thôi. S thôi, chị này 45 đến 50 cân. 45 đến 50 cân nhá. 60.000 mã 180. Em này khoác nhẹ, em bán cho chị về 60.000 mã 180. 233 cho chị Lan Trinh. Không có đơn rồi, không có đơn rồi là được. 233 chị An Hà. Đây, cho chị này. Em này ạ, lò 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân là vừa thì em này cho em nhé mọi người nhá. 80.000 mã 119. Mã số là 119 cho em đó chị này. Đây trời ơi, cái màu này á, nó cứ mềm đẹp ơi đẹp cho em ra mọi người ạ. Em này chị này, thoải mái từ 50 đến tầm độ 55 cân. 50 đến tầm độ 55 cân này, bán em này chị với giá 100.000, mã số là 448. 480 chị Tố Nga. Mã 448 100.000 cho em luôn chị nhá. Đây, tiếp theo chị này. Made in Korea cho em luôn. Chị An Hà. 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân nhá. 80.000 mã 269. Mã số là 269 cho em luôn chị này. Đây, tiếp theo nhá. 50 57 cân, họa tiết hơn xa một chút. 50 57 cân này các chị này, các cô các mẹ hợp lý hơn nhá. 80.000 mã 176 ạ. 80.000 mã 176 cho em. Chất van này em ơi, nó cũng nhẹ tênh ra mọi người ạ. Cái van mặc xuống lắm mọi người, nó dai ý. Nó không phải cái kiểu dễ bị rách đâu. 48 chị Mai Anh. Em này đi ạ, lờ cho em 55 đến 60 cân mặc váy được, mặc sơ vi cũng được. 100.000 mã 165. 100.000 mã 269 cho chị Hiền Cát Ly. Mày họa tiết hoa nhẹ cho chị này. Em này nhá, mờ lờ luôn, 53 đến 60 cân đều đẹp. 53 đến 60 cân này, 80.000 mã 106. 80.000 mã 1. Đây nhá, em này nhá, siêu sang. 176 chị Hạnh An. Tất cả cái gì này, nó tất cả đều làm chỉ nổi cho em. Tất cả đều làm chỉ nổi cả trước cả sau nhá. Các cô các mẹ đấy này, cực kỳ tuyệt vời luôn, bên trong nó làm chỉ nổi. Đẹp chưa? Các cô các mẹ thôi ạ, từ khoảng tầm độ từ 60-70 cân cho các cô các mẹ nhá. 60-70 cân các cô các mẹ ạ. 80.000 mã số là 270, cộng tay 80.000 thôi. Mã số là 270 cho các cô các mẹ của mình đi ạ. Đẹp lắm luôn, nó nét hết mọi người. Em này là của Văn Nhân. Chị Nông Thúy Vân. Em ơi Văn Nhân nhưng mà xinh cực kỳ, 40-50 cân nhá. Văn Nhân siêu xinh, crop top. 80.000 mã 224. Văn Nhân ạ, mã 224 giúp em. Kẻ sọc dọc nhá, vừa gọn này, vừa đẹp này. 40-50 cân. 40-50 cân mặc quần em này, Văn nhẹ tinh. 270 chị Viên Hòa. 80.000 mã 241. 80.000 mã 241 cho em luôn. Này, màu trắng nhá chị nhá. Hàng quan quan. Nhưng em này mọi người lưu ý cho em, mọi người nên thắt nơ xinh hơn. 224 cho chốt chị cua chân dài. Em này mọi người nên thắt nơ nhá mọi người nhá. Size số 1 tức là size S rồi. 45 đến 50 cân.
80.000 mã số là 534. 80.000 mã 534 cho em nữa chị này. Hàng Bright Store. 46 chị quên quên. Em này theo em là hàng của Nam mọi người nhá. Theo em hàng của Nam size 95 là hàng của Nam rồi. Tức là khoảng tầm độ từ 60 khoảng tầm độ 65 cân mọi người. 60 65 cân của Nam nếu như em này cho em đi 80.000 mã 480 của Nam thì cái form vai của nó khá là to. Em nghĩ là nữ mặc vừa em lấy đâu. Đây này nữ mặc em này thôi ạ. Em này 40 50 cân nhá. 40 50 cân dáng xòe to, 80.000 mã 317 của K mặc đây. Em này nhá. Cũng là của các cô các mẹ cho em các chị này. Đây, cũng thoải mái từ 60 70 cân cho em các chị chất này ống chưa? Đó. Ống dã man. Thoải mái từ 60 70 cân này. 34 chị Phương Nguyễn. 80.000 mã 214. 80.000 mã số là 214 ống đỉnh đang đây em này xinh này. Em lại dập ly cho em luôn các chị nhá. Dập ly này em phải ML rồi 50 60 cân cho em mặc tròn từ một chế vải được. 50 60 cân dập ly toàn bộ nhá. Bán em này 80.000 mã số là 704 quá là yêu dáng xòe nhẹ. Mã 704 baby doll ý. Mã 704 này. Em này size 95 theo em khoảng tầm độ size M nhỏ thôi, 48 tầm độ 53 cân thôi. 48 đến 53 cân nhá, voan nhẹ tinh, trong, mềm và đẹp. 80.000 mã 227. 80.000 214 chị Huyền Trần. 227 cho em này. Mã chị Huyền Trần chuyển khoản cho shop phải được chốt tiếp ạ. Để các bác nha, bác nhìn này. Em này xinh ơi là xinh cho em luôn. Size M cho em 50 55 cân màu kem đây này. 50 55 cân màu trắng kem đây các nhá. Cho chị chút mềm hà. Lắm. 80.000 mã 398. 80.000 mã số là 398 cho em luôn. Màu xinh quá bác ơi, số 3. Size số 3 là các chị này, 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân mặc vừa thì em này hoặc maximum 65 cân đều vừa thì em này được. 80.000 mã 256. 80.000 mã 256 cho em luôn. Trắng ôi ôi. Trắng xinh chưa ạ? Trắng không có nhiều nhá. 50 55 cân 57 cân. 80.000 mã số là 200 cho em. 80.000 chốt cho em mã số là 200. 398 cho chị Lan Nguyên. Màu xanh trước đi. Mà em màu xanh đi ạ. Em này M L XL các chị nhá. Em chất dầu rất là voan, rất là mềm, rất là mịn. Voan lụa hết cho em. 80.000 mã 307. 80.000 mã 307 cho em luôn này. Tiếp lại chị này, dọc dọc. Kẻ sọc dọc cho em nhá. M L 50 60 cân ạ. 50 60 cân đều vừa như em này. 80.000 mã số là 221. Mã số là 221 cho em các chị nhá. Đây để em sẽ bước ra ngoài. Hai đã được mọi người nhanh tay cho em. Chỉ còn hai đã nhanh phát thôi. Đây. Hai đã mọi người nhanh tay cho 22 của chị Bích Loan Nguyễn. Đây này, kẹt chưa này, ôi. Thì em này không, này không lấy tiền các bác. 45 tầm 152 53 cân. 45 tầm 153 ngoài đầu này, 100.000 mã 758. 256 chị Quan Trường. Mã số là 758 cho em chút xíu mọi người ơi, chút xíu nha. Mã 758 cho em này. Đây, trắng tinh đi. Trắng tinh to này em này thật sự là hiếm có khó tìm cho chị Vũ Hoa. Thực sự là rất là hiếm có, khó tìm, các bác không có nhiều đâu. Chị Vũ Hoa, cho shop xin em địa chỉ ạ. Cái dáng này là dáng hơi kiểu cá tính, mắt là cá tính lên em này cho em đi. Thoải mái, SM nhé, mặc kiểu như này. 45 tầm 155 cân, cá tính dã man luôn. Bán em này 100.000 mã 292. Nếu hoa màu nhí màu tối, ok để em tìm nhé chị nhá. Có hoa nhí màu tối đấy mọi người. Được kiểm tra hàng trước khi nhận nha mọi người ơi. Được đồng kiểm với cả sự có ship đấy mọi người. Tiếp theo là em chị Phạm Quyên. Hoa nhí tối đấy mọi người này. 50 tầm độ 55 57 cân mặc vừa như em này được. 80.000 mã số là 613. Mã 613 cho em luôn này, hàng của Visit mọi người nhá. Em này đa số là voan lụa nó rất là mềm cho em. 55 đến 60 cân, eo em mềm như bún ấy. 55 đến 60 cân này, 80.000 mã 926. 80.000 mã số là 926 cho em mọi người nhá. Mã 926 đây rồi. Em này em có bồ mọi người đi. Em này ạ, à, em này nhá mọi người, hai có bồ đi. Hai em này nhá, mò 50 55 cân màu đen. 50 mã số 300 cân đều vừa. Hai em này 80.000 chốt cho em mã số 300. Mã số là 300 cho em mọi người nhá. Mã số là 300 cho em luôn này. Đây tiếp theo này. Em tiếp theo gen đi. Lên một em gen cho em 926 chị An Hà. Gen này là em này em nghĩ là theo chỉ mặc bên trong em hay rơi thôi. 40 50 cân. 40 50 cân này 80.000 mã 247. Mã 300. Mã 247 cho em này. Chấm bi cho em 2 cái 80.000. 300 chị Hiếu Hoa. Chấm bi này 40 50 cân. 40 50 cân nhá, 80.000 mã 238. 80.000 mã số là 238 cho em sọc dọc đi ạ. Sọc dọc này 45 tầm độ 50 52 cân. 45 tầm độ 50 52 cân mặc vừa như em này. 80.000 mã số là 640. Mã số là 640 cho em nhá.
mã 640 cho em luôn này, đẹp chưa, trời ơi, hàng trademark. Hàng trademark cho em luôn này, 40-50 cân cho em, chất lụa mềm nhẹ tinh, 40-50 cân này, 80.000, mã số là 740, mã 740 này. 640 thôi chị Phạm Mỹ. Thế chị em lành dần nhé, chứ còn nhiều em không tìm được cái nào người yêu cầu mọi người, em không nhìn thấy nhé, em cứ lên dần dần thôi. 40-50 cân buộc dây cho em được này, buộc eo hai bên này. 40-50 cân em buộc eo là rất là xinh, phải biết buộc cơ. 40-50 cân nhá, bán em này chị với giá là 80.000, chốt cho em mã số 13. 80.000, mã 13 cho em luôn này. Em này nhỏ rồi, 40-18 cân, 80.000, mã số là 681. Mã 680 chị Nguyễn Thị đây này, Ngọc Phương. Dáng cổ sen được em mặc các tranh nhau hỏi luôn này, 45 tầm độ 50 cân đây này, 45-50 cân nhá, cổ sen, 100.000, mã 515, 100.000, mã 515 cho em, 45 khoảng tầm 50 cân, 45 tầm độ 50-53 cân mặc vừa thì em này cho em mọi người nhá. Bán em này 80.000, mã 312, 80.000, mã 312, cho hai bạn bán. Em này ạ, 45 tầm độ 52-53 cân, 238 chị xong rồi, 45 tầm độ 52-53 cân nhá, 100.000 mã 106, 100.000 mã 106, trời ơi cái màu này yêu chưa, cái màu nó yêu dã man, size số 90 các chị nhá. 45 tầm độ 55 cân đều vừa, 80.000 mã 879, 80.000 mã 879, 312 cho chị Phạm Minh Ngọc, size S tức là free size mọi người, em này tức là S, M, L đều vừa cho em nhá. Chị Phạm Minh Ngọc xong rồi, xin lấy điện thoại địa chỉ ạ. Cứ dưới 60 cân là vừa những em này, 100.000 mã 485. Khách mời trong dạy thử xin để đúng tin luôn nhé mọi người ơi. Đây này, ai mà sang sang chảy biết cái mặt lấy những em này cho em. Biết cái mặt lấy những em này, biết cái phố lấy những em này. ML 50-60 cân, 50-60 cân cho em nhá. Bán em này 80.000 mã 176, 80.000 mã 176 cho em. Đây, chấm bi ai hoặc đen, chấm bi trắng rồi ạ. Em trắng bi đen rồi ạ. Trắng chấm bi đen đấy nhá, 48 tầm độ 55 cân, 48-55 cân này, trắng chấm bi đen không có nhiều đâu. Em này 80.000 mã 176, 80.000 mã 176 cho em. 515 chị Gia Hân. Đây, họa tiết cho em này. ML 50-57 cân. Cho em số điện thoại địa chỉ ạ. 50-57 cân nhá, 80.000 mã 316. 80.000 mã 316 cho em đúng không chị này, 316 hàng hàm đi ạ. Em hàng hàm đi. Em này ML XL đều rất là xinh nhá. 80.000 mã số là 685 cho em. 80.000 mã 685 cho em luôn chị này. 176 chốt chị Phạm Thơm này nhá. Hàng hiệu H Connect. Chất nó mềm lắm mọi người này, tìm cắt dây ra mọi người, cắt dây ra ok nhé mọi người nhé, dây này họ đang để đây thôi. Em này ạ, nó ghi free size tức là ML đều ok, 50-60 cân mặc vừa nhé em này. 50-60 cân, 80.000 mã 481, 80.000 mã 481 cho em luôn này, màu đỏ đi. Màu đỏ đi ạ, 50-57 cân cho em nhá. Tay loe, 50-57 cân này, 316 cho chị Xuân Thùy, 80.000 mã 276, 80.000 mã 276 cho em luôn. Mã 276 này. Đây. S thôi, 45-50 cân cho em đi. 45-50 cân, 80.000 mã 948. 80.000 mã 948. Đen trơn như này. Đây này, đen ren các bác nhá. 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 55 cân. 685 cho chị Trang đi. 50-55 cân, 80.000 mã số là 850. Mã số là 850 cho em luôn này, rồi. Riêng gì như xanh qua thì cực kỳ là sáng da cho em mọi người nhá. 50 tầm độ 55 cân, 80.000 mã 934. 80.000 mã 934 cho em luôn này. Cái màu vàng này sáng da này, 40-50 cân. 40-50 cân mặc vừa những em này nhá. Chị Huyền. 481 chị tên Trang ạ. 80.000 mã 711. 80.000 mã 711 này. Hàng hiệu của Liz. Hàng hiệu của Liz cho em các chị nhá. Em này ạ, 50-60 cân. 50-60 cân mặc vừa những em này. Bán em này 80.000 mã 539. 80.000 mã số là 539 cho em này. Kẻ sọc dọc ngang, à kẻ sọc ngang đi. À, sọc ngang. Chị Hà Son. 50 tầm 57 cân nhá mọi người nhá. Dáng đơn giản dễ mặc ten loe. 80.000 mã 873. 80.000 mã 873 này, kiểu quan nhăn chị này. Kiểu quan nhăn nhá, 40-50 cân sơ vi lên cho em mặc xinh lắm. Mặc thì có giúp nhật cũng được. 40-50 cân, 100.000 mã 526. 539 cho chị Ngoan Tường. 100.000 mã 526 cho em này, màu đen đi ạ. Hàng Roy Only này, size M cho em, màu đen nhá. Mic bèo nhún yêu lắm, 50 tầm độ 55 cân. 50-55 cân này, 80.000 mã 946. 80.000 mã số là 946 cho em nhá. Mã 946 cho em luôn này. Màu trắng đi ạ. Cổ nó phối ly hết toàn bộ. Cổ phối ly là một em chất nó mềm lắm. 45 tầm 52-53 chất nó mềm nhẹ tinh nhá mọi người ạ. 80.000 mã 734.
80.000 và 74 này, trắng tinh như này. À trắng tinh không ạ? Hàng must be. Em bật đây rồi, tặng mọi người luôn nên là anh ở Agron rồi nhá. SML đều sinh tại Agron rồi này, không đồng mã 822, tặng không đồng tại Agron rồi nhá. Mã 827 nhá, mã 827 nhẹ này. 40 50 cân. 40 50 cân mặc vừa như em này. 80.000 mã 930. 80.000 mã số là 930 cho em luôn này. Không đẹp không được các bác luôn. Không đẹp không tiền luôn. Em này 7365 cân. Cho chị Trang Nguyễn 55 để 65 cân size to cho em nhá. Các cô bác mẹ này, 80.000 mã 851. 80.000 mã 851 822 cho chị Trang Đinh. Đẹp chưa? Hoa đây. Ai cần hoa nhẹ nhàng thì lấy em này, 50 tầm độ 55 cân. 50 55 cân cọc tay này, 80.000 mã 885. 80.000 mã 885 ở hoa đây. Em rất là thích hoa, em cực kỳ thích hoa luôn. Những hoa nhẹ nhàng này rất là xinh luôn. 45 tầm độ 55 cân. 45 đến 55 cân này, 80.000 mã 777. Em từ họa tiết đến chất vải luôn rồi. Đây em này ạ. Hàng Thursday Island nhé mọi người nhé. Hàng Iceland cho em cực kỳ xịn luôn. 45 tầm độ 53 cân. 45 tầm độ 52-53 cân. Họa tiết vintage này. Mix hoa gen nhé. Vintage này. 100.000 mã 280. 100.000 mã số là 280 cho em luôn. 930 cho chị Thị Sinh Nguyễn. Không thể không mê các chị ơi, 55 đến 60 cân này. 55 đến 60 cân nhá. Cái màu của nó kiểu nhẹ nhàng, kiểu cam sữa ấy. Bán em này 80.000 mã 811. 80.000 mã số là 811. Nếu là em lấy em này ngay mọi người ạ. 50 tầm độ không em 48 tầm độ 52 53 cân nó xinh lắm. Nhất là mấy cái chân váy nhá, chân váy mờ, chân váy hoa này đẹp lắm. 48 tầm độ 52 53 cân. Em này 100.000 mã 322, đẹp cực kinh khủng luôn ấy. Mã 322 cho em luôn này, cái màu này. Bên thật sự. 55 đến 65 cân. Chị Phạm Thơm. 55 đến 65 cân cho em luôn nhá. 100.000 mã 142. 100.000 mã số là 142 cho em luôn chị này. Mã 142. Đây. ML 50 60 cân ạ. 50 60 cân đều vừa thì em này cho em mọi người nhá. Em này ạ, 80.000 mã 661. Chị Thiếu Hoa. 80.000 mã 661 cho em. Trời ơi, màu trắng đi. Làm em màu trắng cho mọi người đi ạ. Trắng này mọi người mixer cho em được nhé mọi người nhá. Đây là bộ mixer ở đây được này. Mixer ở đây. 40 50 cân mixer nhẹ nhàng. 80.000 mã 229. 80.000 mã số là 229 cho em luôn chị nhá. 661 229 này. Đây bài tiếp này. 45 tầm độ 52 cân 3 cân. 45 tầm độ 52 cân 3 cân nhá. 66 chị Phương Ánh. Rồi em đi nhìn đấy. 80.000 mã 352. 80.000 mã số là 352 cho em này. Hàng one and one. Hàng one and one cho em cái này. Em này ạ, 50 tầm độ 55 cân cho em. Em dù ti ghi được size 1 thì em phải tầm độ size M cơ. 50 tầm độ 55 cân. 142 cho chị Hương Thu không giấu. 100.000 mã 688. 100.000 mã 688 cho em luôn này. Màu đỏ đi. Hai bên là có độ vai này, size L, XL nhá. 55 đến 65 cân, chất dày dặn đẹp cực kỳ. 80.000 mã 806. 80.000 mã 806 cho em luôn. Ôi ôi, dáng dài đẹp quá. 40 50 cân. 40 50 cân nhá chị nhá. 80.000 mã 913. 80.000 mã 913 cho em hồng đi. Chị Tiểu Linh. 45 tầm độ 52 53 cân. 45 tầm độ 52 53 cân này, 80.000 mã 774. 80.000 mã 74 này, màu xinh ơi là xinh, màu nâu nhé mọi người nhá. 45 tầm độ 51 52 cân. 45 tầm độ 51 52 cân thôi này. Bán em này 100.000 mã 391. 100.000 mã 391. Biết cách phối hình em này cho em 40 50 cân nhé, phối hình rất là xinh. 40 50 cân này, bán em này 60.000 thôi. 60.000 mã số là 115 này. 60.000 mã 115 cho em nhé mọi người nhá. 115. Đây. Ui em này đẹp, 50 55 cân dạng áo váy. 50 tầm độ 55 cân nhá. Bán em này 80.000 mã 624. 80.000 mã 624 này. 391 cho chị Hạnh Hà. Cái này nhá, kiểu nó chất nó hơi hơi óng lên như kiểu là gọi là chất gì nhỉ? Hơi hơi như kiểu là chị Hạnh Hà cho shop xin thêm địa chỉ ạ. Giống như là chất gọi là giống như là chất kiểu tơ lụa mà mình giống như là tơ lụa sống ấy. 60 70 của em này, thoải mái từ 60 70 cân cho em. 115 chị Hà Son. 80.000 mã 757 từ 60 70 cân nhá. Mã số là 757 cho em luôn này. Họa tiết tiết cho em. Lên một em dáng họa tiết cho em chị này. Cổ rất là xinh. Em này 50 khoảng tầm 57 cân cho em, dáng dài trùm mông nhá. 80.000 mã 827. 80.000 mã 827. Cái màu rất là khó mặc nhưng mà chị em mặc được thì rất là đẹp luôn. SML đều vừa như em này nhá. 80.000 mã 380 rất là kém da nhưng mà chị Hà cho shop xin thêm địa chỉ đi ạ.
Đây là tiếp màu bạc của em này. Thế nếu mà ai có thích mặc nổi bật lấy em này. 40-50 cân thích nổi lấy em này nhá. 40-50 cân dáng công chúa dã man. 80.000 mã 698. 80.000 mã 698 cho em luôn này. Hát connect hàng hiệu tiếp size M cho em. 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 55 cân nhá. 100.000 mã 152 ạ. 100.000 152 đây rồi. Hàng Hàn đây rồi ạ. Made in Korea free size. Free size tức là SML đều vừa đi theo em này chỉ là S thôi. 45-50 cân thôi. 80.000 mã 303 này. 80.000 mã số là 303 cho em lụa nhá mọi người ơi. Lụa này chị này. Một em lụa cho em luôn này. 45 đến tầm độ 51-52 cân. 45 tầm độ 51-52 cân. 100.000 mã 409. 100.000 mã số là 409 cho em. Màu xinh này. Nhưng anh lát xin em nghỉ mọi người nhá. Anh lát khoảng tầm độ đến khoảng 2 giờ hôm chút em nghỉ cho mọi người nhá. Em còn lát ra sau nữa. Em này 45 tầm độ 55 cân. 45 đến 55 cân này. 80.000 mã 820. 80.000 mã 820. Trời ơi. Giá classic mà theo hết toàn bộ này. 50 60 cân đều với những em này. Tem mắc hai lần thì em chỉ 50 60 cân thôi. 80.000 mã 743. 80.000 mã 743 này họa tiết này. 45 tầm độ 55 cân. 80.000 mã 458. 80.000 mã 458 cho chị hịp hịp. 458 này. Tiếp theo này, đây họa tiết tiếp cho em này. Em này cũng họa tiết này. 55 đến khoảng 65 cân mặc vừa như em này. 80.000 mã 290. 80.000 mã 290 cho em chị nhá. Mã 290 cho em luôn chị này. Và chất nhẹ tên luôn. 40-55 cân. 45 tầm độ 55 cân này. 80.000 mã 747. Mã số là 747 cho em chị nhá. Mã 747 cho em luôn này. Và mix gen đi. Mix gen họa tiết này trắng 4... nhá. 458 cho chị. 50-57 cân. 50-57 cân này. 80.000 mã 395. 80.000 mã số là 395 cho em chị nhá. Mã số là 395 cho em luôn chị này. 820 với chị Thủy Bùi. Đây em này tiếp theo này. Em này tiếp chị hàng Paris, hàng của Pháp luôn. 40-50 cân hàng của Pháp này. 80.000 mã 714 hàng của Pháp nha. Mã 714 cho em luôn này. Tiếp theo size S đi. Hàng của Lab, em này hàng Hàn rồi. 50 tầm độ 55 cân nhớ bớt thắt nơ lên cho em. 80.000 mã số là 333. Mã số là 333 cho em chị nhé. Phạm tiếp tiếp này. Em này nó ghi là size 80 S không chị. Em này theo em là S 45 tầm 52-53 cân. 80.000 mã 916. Mã số là 916 này. Con hoa này quá xinh. Design by Korea nó ghi là free size. Nhưng em này theo em chỉ là S và M nhỏ. 45 tầm độ 52-53 cân cho em. 80.000 mã 178. 80.000 mã 178 cho em chị này. Mã 178 cho em luôn nhá. Mã 178 đây. Em này sang các chị này. Sang ra mít nơ mít nhất là thứ hoa hết rất là đẹp. 48 tầm độ 52 cân. 48 tầm độ 52 cân cho em luôn này. 100.000 mã 167. 700.000 cho chị Phương Đỗ. Mã 167 dọc dọc cho em đơn giản đi. Size M đơn giản basic nhưng ăn đến cũng đẹp. 50 tầm độ 57 cân mặc vừa em này cho em luôn. 100.000 mã 482. 100.000 mã số là 482 cho em chị nhá. Mã 482 cho em luôn này. Cái này sang. Rất là sang luôn. 50 tầm độ 55 cân này. 80.000 mã 114. 80.000 mã 167 cho chị Xoa Nguyễn Thị. Quá trời ơi. Em này nhá, 55 đến 60 cân nhớ sơ vin cho em. 100.000 mã 359. 100.000 mã số là 359 cho em luôn này. Mã số là 359 này, hồng cho em đi. Với màu hồng nhá, cúc cài cho em cũng có cúc cài này. Em này ạ, 50 đến 60 cân. Hà Son. 50 đến 60 cân, 100.000 mã 471. 100.000 mã 471 cho em luôn này. Hàng hàng tiếp cho em, hàng ba, hàng ba, ba, chị Son Giang. Made in Korea nhá. 40-50 cân mặc vừa như em này. 80.000 mã số là 659. 80.000 mã 659 cho em luôn chị ạ. Mã 659 này. Rồi tiếp theo ạ. Kẻ đi, họa tiết đi. 55 đến 65 cân. 55 đến 65 cân rất là mềm đẹp lụa nhá. 80.000 mã 647. 80.000 mã 647 cho em luôn này. 40-50 cân. 40-50 cân cho em. 100.000 mã 308. 100.000 mã 308 cho em luôn. Em này nhá. M 50 tầm độ 55 hoa nhí này. 50 55 cân. 80.000 mã 487 cho em. 471 cho chị Ngoan Tường. 487 này xinh ơi là xinh cho em này. 40 50 cân tiếp vài bầu. Hai bên vài bầu nhá. 40 50 cân. 100.000 mã 434. 100.000 mã 434 cho em luôn này. Mã 434 này size to đi, em này size M. Cái M này theo em là M của nam, form rất là to. Em phải
tầm độ size lò này, chị Penny lên tầm độ từ 60-65 maximum 67 cân của nam nhá. Em này 8000 của nam mã 311, mã số là 311 này, hàng Hàn cho em in Korea luôn. 40-53 xoay đầu, 40-53 cân hoa nhí đây nhá. 100.000 mã 313, 100.000 mã 313 của mình xinh này. Màu xanh tím than còn nhiều lắm, xanh tím than 50 tầm độ 55 cân 187 chị lên một chút nữa đâu. Xanh tím than này 50-55 cân 100.000 487 có không ạ? Bố 87 giúp chị Hà Son 100.000 mã số là 216. Mã số là 216 mã ai còn đi nhá. 313. 313 chị Nguyễn Đặng. 25 với chị Đào ạ. Đây, màu trắng cho em này. Một em màu trắng cho em chị nhá, một em màu trắng cho em luôn này. Em này 40-50 cân. 40-50 cân mặc vừa như em này cho em luôn nhá. Bán em này với giá là 100.000 mã số là 483. Mã 483 cho em. Đẹp này. 454. 45 tầm 52 cân. 434 cho chị Phương An. 45 tầm 52 cân cho em mặc với em này là 100.000 mã 687. 100.000 mã 687 cho em luôn. Ôi màu xanh này. 45 đến 52 cân quay đầu. 45 đến 52 cân nhá. 100.000 mã 536 này là em. Thanh Hiên. Em này tiếp chị này. Em này nhá mọi người nhá. Không, chị đọc mã em tìm cho. Em này này, M và L 53-57 cân này, 100.000 mã 656. Chị Hương Bùi Bùi. 100.000 mã 656 cho em luôn này, mã 656 cho em này. Em này 40-50 cân. Chị Hương Bùi Bùi cho shop xin lại số điện thoại ạ. 40-50 cân này, 80.000 mã 345. 80.000 mã số là 345 cho em, trời ơi xinh quá. 50-57 cân nhá. 50-57 cân hơi chun eo nhẹ. 80.000 mã số là 511. Mã số là 511 cho em, các chị em khác nghỉ nhá. Mã 511 cho em làm tí để em nghỉ, em chuyển sang số like sau nhé mọi người ơi. Sau like các gì nhỉ? Có gì có đâu. Anh cậu đang bảo là like. Con đen với cả áo xuống. Em này ạ, 50 tầm 57 cân này. 50 tầm 57 mặc vừa thì em này cho em luôn nhá. 80.000 mã số là 193. Có 80.000 mã số là 193. Phạm Dược 193 cho em có thể đặt cho ôi xinh chua. 45 tầm độ 55 cân. Chị chắc thôi em ạ. 45 đến 55 cân SM nhá, xinh lắm. 100.000 mã 290 ạ. 100.000 mã 290 cho em sóng dọc đi ạ. Em này thì phải ML rồi, 50-60 cân cơ ạ. 50-60 cân mặc quần em này nhá. 100.000 mã 285. 100.000 mã 285 của em này sang. Em lát cả một bộ biết cái mặc sang lắm. XS và S 40-50 cân thôi. 40-50 cân này, bán em này 100.000 mã số là 438 cho em. Mã 438 cho em này, size mò đi. 50 tầm độ 55 cân này. 50 tầm độ 55 cân cho mặc vừa những em này cho em luôn. 100.000 mã số là 670 cho em mọi người nhá. Mã 670 cho em luôn này. Mã 670 cho em. 193. 193 có. 193 cho chị Bích Loan Nguyễn. Em này size mò, em này nó nghĩ là size mò, em này chỉ là S. 45 đến 50 cân thôi. 45 đến 50 cân này, em này bán luôn với giá là 100.000 mã 542. 100.000 mã 542 cho em có tiết hoa này. Nhưng em cứ hoa lấy chị ạ, cứ hoa đang lấy luôn. Còn hàng hàng nữa đây này. 45 đến 50 cân nhá, hoa mình Korea hàng hàng chị. 40 50 cân đều vừa hết. 100.000 mã 257. 100.000 mã 257 cho em luôn. 290 chốt chị Nhím Trang. Nhưng cái mách chưa 40-50 cân cho em baby chưa ạ? 40-50 cân theo hết toàn bộ 80.000 chốt cho em mã 800. Chị Nhím Trang cho xin thêm địa chỉ ạ. Cho em mã 800 em này này. 55-60 cân. 55-60-63 cân luôn. 100.000 mã 524 ạ baby don. Mã 524 này. Nhìn sang em này nhìn như là điên dream, như là đôn chè đúng không chị nhá. M, L, X, L đều rất là ok. 80.000 mã 250. Nhìn như đôn chè. 2 chị gái cũng hòa đấy không được chắc rồi. 285 cho chị Lan Nguyễn, chị Lan 50-57 cân. Số thoại địa chỉ 50-57 cân. 50-57 cân 80.000 mã số là 106. 80.000 mã 106 này. Không đẹp thì hơi bị phí cho em luôn á. 50 tầm độ 55 cân. 50 tầm độ 55 cân. Chị 511 cho chị Thảo Nguyên. Bán em này 100.000 mã số là 449. 100.000 mã 449 cho em này. 449 cho em nhá. Màu đỏ đi. Màu đỏ cho em này. Em này ạ, 60 khoảng tầm độ 65 cân là ok. 65 cân màu đẹp lắm mọi người ạ. 106 chị Khánh Huệ Hoàng. 100.000 mã 230 cho em này. 230
60 cân ạ. Nếu là sơ bin đều hay là để xuống được nhá. 50 hay 60 cân đều vừa như em này được. 80.000 mã 382. Bên chắc là máy chủ nhá mọi người ơi. Lúc nào của mình cũng sẽ là mình đầu tiên đấy mọi người ạ. Nhưng mà bên máy chủ thì sẽ khác nha các bác. 45 tầm độ 52 53 cân. 45 tầm độ 52 53 cân mọi người nhá. Gom đơn gồn rủi xả là sao chị ơi? Em không hiểu ý chị là gì chị Hoa ơi. Gom đơn gồn rủi xả là sao? Em này ạ. Bán em này nhá mọi người nhá. 100.000 SM nhỏ 45 tầm độ 52 cân này, 100.000 mã 217 này luôn nhá. Bên em khách hàng nào mà xả quá 2 lần này thì bảo lên cho tụi khách hàng người đó luôn nhá mọi người nhá. Chốt là chốt mấy mà chốt để chọn đâu. Các chị chốt nhỉ, chốt 3 cái lấy 2 cái, chọn đấy mọi người cũng tính là xả nhá mọi người nhá. Tiếp theo các chị này. Em này tiếp này, Made in Korea 40 50 cân. 40 50 cân mặc vừa thì em này cho em mọi người nhá. 80.000 mã số là 157. Bên chốt đơn Facebook bởi vì là bên em đóng hàng riêng và bên em trên live riêng nhá mọi người nhá. Các bác nào cần chốt cái gì hay như thế nào các bác inbox cho em nhá mọi người nhá để các bạn chốt đơn cho mình. Còn bên em trên này thì các bạn không chốt đơn được. Trên này các bạn chỉ chốt mình là nhận hàng, nhận thích những cái nào chốt những cái nào. Ở dưới kia là gửi nhá. 250 chị Uyên Nhi Lê. Em này ạ, à, em này M này, 50 tầm độ 55 cân mặc vừa như em này cho em. 100.000 mã 147 cho em. 100.000 mã 147 cho em các chị nhá. Mã 147 cho em luôn này. Qua tiếp cho em luôn này. 45 tầm độ 52 53 cân. 45 tầm độ 52 53 cân này, 100.000 mã 314. 100.000 mã 314 cho em luôn này. 314 qua tiếp đi. Mic đơ quá xinh luôn. 449 cho chị Nguyễn Hoàng Anh. 40 50 cân. 40 đến 50 cân mặc quần thì em này, 100.000 mã 614. Mã 614 cho em. Xinh quá trời đất luôn. Đây này, hàng Hàn tiếp nha. Một em hàng Hàn này, 45 tầm độ 52 53 cân. 45 tầm độ 52 53 cân. 80.000 mã 636. 80.000 mã 636 em luôn là 636 lên tay nhá. Em chủ em đang nghỉ thôi mọi người ơi. Đây này, chất thô này. Chất thô mát ra phải như váy luôn. 45 tầm độ 50 52 cân. 80.000 mã 512. 80.000 mã 512 cho em luôn này. Đây đáng dễ mặc này. 55 đến 60 cân chuẩn lò nhá. Bán em này 100.000 chốt cho em mã 700. 100.000 mã 700. Không có 147. Đây này, tiếp theo thì này, em này nhá. 50 còn 57 thì cũng xinh thế. 50 57 cân mà cute lắm mọi người ơi. Họa tiếp đây chị này. Em này 100.000 mã 177. 100.000 mã 177 nhá. Mã 177. Bao nhiêu bao nhiêu? 157. Để riêng ra tí kiểm tra xem có 57 chị Lê Nguyên không dấu này. Ủa. Đúng không có. Vẫn như thế. 157 cho chị Lê Nguyên ạ. Này này, em này SM 45 tầm độ 51 52 cân này. Bán em này với giá là 100.000 mã số là 638. 100.000 mã 638 hãy ra báo luôn. Họa tiết ra báo các chị luôn chị này. Ra báo bao nhiêu xem 100 nhé mọi người nhá. 614 có 614 cho chị Phạm Thơm. Đây em này này. ML 50 57 cân. 50 57 cân này 80.000 mã 255. 80.000 mã 255. 217. Họa tiết đây. Có 217. Họa tiết đây. Chị Ái Dương. 50 tầm độ 55 cân họa tiết đấy mọi người nhá. 50 tầm độ 55 cân này. Bán em này. Bán em này 80.000 chốt cho em mã số 1. 230. 80.000 số 1. Không có bao giờ. Không có 230 đúng không? Đây, 700. Họa tiết tiếp chị ơi, họa tiết tiếp này. Em này đây mọi người này. Em này ạ, LXL 55 đến 65 cân này, có váy trắng không nhỉ? Váy trắng. 255. Không có. Không có đâu. Có 177542 này, 636. 638 có không? Không có. Đây cho chị tiếp này. Em này nhá mọi người nhá. LXL 55 đến 63 cân. Có. 55 đến 63 cân mặc vừa như em này, 100.000 mã 468 được chưa? 100.000 mã 468 cho em luôn chị này. Mã 468 cho em ủng hộ em đen xinh đấy. Em này xinh dã man các bác ơi. 45 50 cân lấy luôn. Sai chuẩn S lấy này luôn cho em. Chuẩn S lấy luôn. 100.000 mã 462 ạ. 100.000 mã 462. Chị Thủy Trần cho shop xin lên số thoại. À, cho shop xin lên địa chỉ ạ. Mã 462 này một màu đi ạ. Một màu cho em nhá. 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân này. 100.000 mã 490. 100.000 mã 490 cái váy trắng đúng không? Ừ, váy trắng đấy. 542 cho chị Thị Sinh Nguyễn. Tiếp theo chị Hoa này chị ạ. À. Họa tiết Hoa nhí này, 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân mặc vừa đi em này này. 80.000 mã 283. 80.000 mã số là 283 cho em luôn này. Màu rất là xinh cho em luôn.
Sắc ra rồi. Xuất sắc cho em các bác nha, xuất sắc luôn này. Em này đi ạ, thoải mái ML 50-60 cân. 62 chị Ái Dương. 50-60 cân này, 80.000 mã 108. 80.000 mã 108 này, em vừa đẹp vừa sang luôn. 55-60 cân, chuẩn lò. 55-60 cân này, 100.000 mã 330, vừa đẹp vừa sang. Mã số là 330 cho em 3 cuối cùng nhá. 3 cuối cùng này, 45 tầm độ 5-2-5-3 cân. 90 chốt chị Hoa Phương. 45 tầm độ 5-2-5-3 cân này, 100.000 mã 522. 100.000 mã 522 này, em tiếp này, hoa đây, hoa đỏ chị ơi. Hoa đỏ đấy nhá. 50 tầm độ 53 cân này, 100.000 mã 77. Em cuối cùng cho chị đi. Em này cuối cùng là 468. Em này nó ghi là size S, tức là free size hàng hàng đó mọi người. Em này theo không đến theo khoảng tầm độ size M lớn thôi. 53 57 283. Cho chị Phạm. 53 57 cân thôi, 80.000 mã 380 nhá. 80.000 mã 380. Mọi người nghỉ thôi nhá mọi người nhá. Em còn like tao sau nữa. Tao sau lên cho mọi người, cho lên mọi người một ít to áo gió này. Có ít lên áo gió nhé mọi người, sẽ lên tập cận mọi người nhé mọi người nhé. Hẹn mọi người ca sau. Em sẽ like lúc khoảng tầm độ 15 phút nữa, khoảng 2 rưỡi nhé mọi người nhé. Mọi người thì em nghỉ thôi. Hẹn gặp lại ca sau, bye bye mọi người.